Mình có một đề nghị, các bạn nên nghe phần 1 đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên, sau đó hãy nghe phần này sẽ hiểu đầy đủ nhất. Link truyện ở phía dưới. Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 1. Gia tộc họ Diệp ở thành Hoang Cổ. Ta nhất quyết không đồng ý. Trong đại điện gia tộc họ Diệp, gia chủ gia tộc họ Diệp là Diệp Tiêu tức giận nhìn thanh niên trước mặt, ngươi muốn từ bỏ vị trí thế tử sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi nên từ bỏ ý định này đi. Người thanh niên nói với vẻ mặt chua xót, bất lực, tộc trưởng, bây giờ ta không có tu vi, thật sự không thích hợp làm người thừa kế gia tộc họ Diệp. Diệp Tiêu khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, nhóc con, từ năm 12 tuổi ngươi đã bắt đầu giúp gia tộc tranh giành mỏ linh thạch, đến nay đã giúp gia tộc giành được 36 mỏ linh thạch. Lúc gia tộc họ Diệp ở thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ có 9 mỏ, ngươi đã giúp gia tộc họ Diệp lấy thêm 27 mỏ. Có thể nói gia tộc họ Diệp có được ngày hôm nay đều là dựa vào ngươi. Mặc dù bây giờ ngươi đã mất đi tu vi, nhưng ngươi vẫn là công thần số 1 của gia tộc họ Diệp. Lúc này, nếu ta bãi bỏ vị trí thế tử của ngươi, sẽ làm mất lòng đệ tử gia tộc họ Diệp. Sẽ bị những thế gia khác coi thường, người ngoài sẽ nói gia tộc họ Diệp qua cầu rút ván, nói Diệp Tiêu ta lòng lang dạ sói. Người thanh niên nghiêm túc đáp, gia chủ, bây giờ ta không còn tu vi, thật sự rất khó đảm nhiệm trọng trách lớn. Ngài hãy cho ta được toại nguyện, để ta rút lui đi. Diệp Tiêu cười đáp, ngươi không cần lo về chuyện tu vi, cứ từ từ khôi phục, gia tộc họ Diệp sẽ đợi ngươi, mất bao nhiêu thời gian cũng đợi. Người thanh niên bất lực không nói nên lời. Sau khi người thanh niên rời đi, Diệp Tiêu nhìn theo bóng lưng của hắn, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Người thanh niên mất đi tu vi, chắc hẳn là áp lực rất lớn. Sau khi rời khỏi đại diện, người thanh niên còn chưa đi được bao xa thì phía xa đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông. Lúc người mặc áo trắng đi đầu nhìn thấy người thanh niên, vội vàng tiến lên cúi đầu chào, Diệp Quân ca. Người thanh niên tên Diệp Quân gác lại suy nghĩ, cười nói, Diệp Khải đệ, đệ, đã đạt tới cửu cảnh đỉnh cao rồi sao? Diệp Khải cười nói, đúng vậy. Diệp Quân nói tiếp, hay là đệ làm thế tử đi? Nghe vậy, Diệp Khải giật nảy mình, vội vàng nói, không không. Diệp Quân ca, huynh đừng đùa. Diệp Quân nghiêm túc nói, đệ và Diệp Mãn đệ đều đã đạt cửu cảnh đỉnh cao, muốn đạt tới cảnh giới tiên thiên cũng không khó. Đệ và đệ ấy hoàn toàn có thể trở thành thế tử. Diệp Khải lại lắc đầu, xua tay nói, Diệp Quân ca, ta biết huynh suy sụp về chuyện tu vi đột nhiên biến mất, ta chỉ muốn nói đời người có lúc cao lúc thấp, lúc thuận lợi không nên kiêu ngạo, lúc gặp khó khăn phải suy nghĩ kỹ càng, ta tin rằng một ngày nào đó huynh sẽ thành công. Huynh đừng nhắc đến chuyện ta làm thế tử nữa. Lời này mà truyền ra ngoài thì người ngoài sẽ nghĩ rằng huynh đệ gia tộc họ Diệp chúng ta bất hòa đấy. Diệp Quân lại thở dài. Sau khi Diệp Quân rời đi, chàng trai bên cạnh Diệp Khải nghiêm nghị nói, Diệp Khải ca, huynh có thể làm thế tử mà. Diệp Khải lắc đầu, Diệp Quân ca vừa gặp khó khăn, ta mà đạp lên thì huynh đệ trong gia tộc sẽ nghĩ ta thế nào? Gia chủ và các trưởng lão sẽ nghĩ ta ra sao? Vừa nói y vừa nhìn theo bóng lưng của Diệp Quân, khẽ nói, hơn nữa, ngươi cho rằng người ta không thể đứng lên lần nữa sao? Chàng trai do dự rồi nói, nhưng ta nghe nói Diệp Mãn và ông của hắn sắp hành động rồi. Diệp Khải bình tĩnh nói, có dũng khí đấy. Nếu hắn thành công thì sau này sẽ phải gọi hắn là Diệp Mãn ca. Chàng trai hỏi, nếu thất bại thì sao? Diệp Khải nói tiếp, giết cả nhà. Chàng trai. Diệp Khải nhìn chàng trai, lần sau gặp Diệp Quân ca phải tôn trọng hơn. Lúc người ta ở đỉnh cao, chúng ta không nịnh bợ. Lúc người ta khó khăn, chúng ta cũng không thể dẫm đạp. Chàng trai khẽ gật đầu, biết rồi ạ. Sau khi rời khỏi gia tộc họ Diệp, Diệp Quân đến thẳng gia tộc họ Nạp Lan. Hủy hôn. Hắn và tiểu thư gia tộc họ Nạp Lan là Nạp Lan ca có hôn ước, đây vốn là giao ước của hai bên gia tộc. Nhưng bây giờ hắn đã mất hết tu vi, trở thành một người bình thường, vì vậy không muốn người ta lỡ dở tuổi xuân. Một lát sau, Diệp Quân đã đến gia tộc họ Nạp Lan. Trong đại điện, Diệp Quân ngồi yên lặng. Lúc này, một cô gái chậm rãi bước vào. Nạp Lan ca mặc một chiếc váy trắng, khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt là dáng người quyến rũ đủ để khiến bất cứ chàng trai nào cũng phải đắm chìm. Trên tay cô là một cuốn sách cổ. Nạp Lan ca. Phía Bắc Nam Châu, Nạp Lan là đẹp nhất. Một trong hai đại mỹ nữ ở Nam Châu. Bên cạnh Nạp Lan ca còn có một ông lão mặc đồ đen.
Nạp Lan Ca ngồi xuống trước mặt Diệp Quân, Diệp Quân nhanh chóng lấy ra văn thư định hôn đặt trước mặt Nạp Lan Ca, Nạp Lan cô nương, ta đến để từ hôn. Muội yên tâm, ta là người biết rõ mình là ai, ta tuyệt đối sẽ không bám lấy muội, ta giao văn thư này cho muội, từ nay về sau, chúng ta không liên quan gì nữa. Nói xong, hắn đặt văn thư định hôn xuống, quay người bỏ chạy. Nạp Lan Ca đột nhiên nói, đợi đã. Diệp Quân dừng lại, quay đầu nhìn Nạp Lan Ca với vẻ khó hiểu. Nạp Lan Ca lấy ra một chiếc hộp và đưa cho hắn. Diệp Quân hơi khó hiểu. Nạp Lan Ca nói, trong hộp là một viên hỗn nguyên đan, ta không biết cơ thể huynh có vấn đề gì, nhưng ta hy vọng có thể giúp được huynh. Tiểu thư, sắc mặt ông lão bên cạnh thay đổi, viên đan dược linh phẩm này là phí đạo sư cho cô để tu luyện. Vô cùng quý hiếm trong thư viện Quan Huyên, cô. Nạp Lan Ca quay đầu liếc nhìn ông lão áo đen, sắc mặt ông lão áo đen trở nên khó coi, không dám nói thêm nữa. Diệp Quân sững sờ nhìn chiếc hộp trước mắt một lúc. Linh phẩm. Đan dược được chia thành từ hạng 1 đến hạng 9, trên hạng 9 là nhân phẩm, mà trên nhân phẩm là linh phẩm, một viên đan dược linh phẩm có giá ít nhất là 20.000 linh tinh. Hắn là thế tử. Tiền tiêu hàng tháng ở Diệp Phủ cũng chỉ có 100 linh tinh. Đan dược linh phẩm có giá 20.000 linh tinh thực sự quá quý giá. Diệp Quân nhìn chiếc hộp trước mặt với vẻ kinh ngạc. Nạp Lan Ca đặt văn thư định hôn vào tay Diệp Quân, nhẹ nhàng nói, nếu viên đan dược này không có tác dụng thì ta sẽ dẫn huynh đến thư viện Quan Huyên nhờ đạo sư của ta kiểm tra sức khỏe cho huynh. Diệp Quân do dự hồi lâu mới nói, Nạp Lan cô nương, cái này. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân. Cười nói, cố lên. Dứt lời, cô quay người rời đi. Diệp Quân nhìn văn thư định hôn trước mặt, hồi lâu không nói gì. Trong nội điện, ông lão áo đen bên cạnh Nạp Lan Ca nói với vẻ mặt u ám, tiểu thư, tại sao cô không đồng ý với cậu ta? Bây giờ cậu ta đã mất đi tu vi, đồng nghĩa với việc chỉ là một người bình thường. Hơn nữa, theo tôi được biết, cậu ta sắp bị thư viện Quan Huyên đuổi học, một khi cậu ta bị đuổi học thì sẽ chẳng còn giá trị gì nữa. Đến lúc đó, gia tộc họ Diệp cũng sẽ vứt bỏ cậu ta. Nhưng cô thì khác, cô không chỉ trở thành đệ tử thân truyền của phí đạo sư, mà còn đánh thức thể chất thánh linh trong truyền thuyết, sau này chắc chắn sẽ trở thành đệ tử đứng đầu trong thư viện Quan Huyên. Có thể nói, cô và cậu ta không cùng một thế giới, cô. Nạp Lan Ca quay người tát mạnh một bạt tai. Bộp, tiếng tát chói tai vang lên, mặt phải của ông lão áo đen đỏ bừng và sưng tấy. Ông lão áo đen kinh ngạc nói, tiểu thư. Nạp Lan Ca liếc nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt kiên định, đừng nói huynh ấy chỉ mất đi tu vi, cho dù huynh ấy mất đi tính mạng thì cả đời này ta vẫn sẽ gả cho huynh ấy. Huynh ấy là đàn ông, ta sẽ ở dưới, huynh ấy là phụ nữ, ta sẽ ở trên, chẳng có gì to tát cả, ta ở trên hay dưới đều được. Ông lão áo đen bối rối nói, tiểu thư, cô thích gì ở cậu ta chứ? Nạp Lan Ca nhìn ông lão áo đen nói, đẹp trai, sống tốt. Nói xong, cô quay người rời đi. Ông lão áo đen sững sờ. Sau khi trở về biệt viện của mình, Diệp Quân bước vào phòng, sau đó ngồi khoanh chân trên mặt đất, lấy ra một tòa tháp màu đen. Hắn chắp tay trước ngực, linh khí xung quanh lập tức tập trung về phía hắn, nhưng sau khi những huyền khí này tiến vào cơ thể hắn, không hề bị hắn hấp thụ mà biến mất sạch sẽ. Một lúc sau, Diệp Quân mới mở mắt, bồn chồn nói, tháp ra, đủ chưa? Một lát sau, tiểu tháp lên tiếng, đủ rồi. Diệp Quân hưng phấn nói, tháp ra, vậy tôi có thể khôi phục tu vi rồi phải không? Một tháng trước, tu vi của hắn đột nhiên biến mất, sau đó mới biết nguyên nhân do tiểu tháp này, nó nói với hắn rằng mỗi ngày hắn phải tu luyện cung cấp huyền khí cho nó, khi nó tỉnh lại thì sẽ có lợi ích rất lớn. Nhưng hắn không hề quan tâm đến bất kỳ lợi ích nào cả, hắn chỉ muốn nhanh chóng khôi phục tu vi, nếu không thì áp lực sẽ rất lớn. Hắn từ bỏ ngôi vị thế tử và hủy bỏ hôn ước vì muốn được thoải mái một chút. Trong gia tộc họ Diệp cũng có người thèm khát ngôi vị thế tử, mà người theo đuổi Nạp Lan Ca có thể xếp hàng từ phía nam của Nam Châu đến phía bắc Nam Châu. Hắn đã có thể hình dung ra những khó khăn trong cuộc sống mà hắn sắp phải đối mặt. Nhưng điều quan trọng nhất là hắn không biết tiểu tháp này muốn hút huyền khí của hắn bao lâu, nếu nó hút 1-2 năm thì. Vì vậy hắn muốn sống buông thả chút. Nhưng bây giờ ngôi vị thế tử vẫn chưa bị thu hồi, hôn ước vẫn chưa hủy bỏ. Áp lực vô cùng lớn. Lúc này, tiểu tháp màu đen đột nhiên run rẩy kịch liệt, sau đó, một luồng sức mạnh lớn hút Diệp Quân vào trong tiểu tháp.
Diệp Quân chỉ thấy bầu trời quay cuồng, ngay sau đó, hắn xuất hiện trong một bầu trời đầy sao rộng lớn vô biên. Diệp Quân hơi bối rối. Lúc này, phần cuối của tinh hà đột nhiên mở ra, sau đó một thanh kiếm từ nơi sâu nhất của bầu trời bay tới, mỗi nơi thanh kiếm đi qua, tinh hà cuộn trào, sau đó hủy diệt từng chút một. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân lập tức thay đổi. Mẹ kiếp! Ông đây muốn nghỉ ngơi chứ không muốn chết. Hắn đang định chạy trốn thì thanh kiếm đã phóng đến giữa lông mày hắn. Rầm! Cả người Diệp Quân run rẩy, cứng đờ tại chỗ. Hắn nhìn thấy một cô gái ở tận cùng tinh hà. Cô gái có mái tóc dài, mặc một chiếc váy suông, ánh mắt thờ ơ như tất cả chúng sinh chỉ như lũ kiến. Cô gái mặc váy suông nhìn Diệp Quân, từ nay về sau, ta sẽ là người bảo vệ ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Vừa dứt lời, thanh kiếm đã chạm vào lông mày của Diệp Quân. Diệp Quân sững sờ, không. Cô gái mặc váy suông quay đầu nhìn về phía tận cùng vũ trụ, sau đó, ở tận cùng vũ trụ, vô số lá bùa màu đỏ như máu rơi xuống, toàn bộ vũ trụ đều bốc cháy. Mỗi một lá bùa máu đại diện cho một loại đại đạo tối cao. Hàng trăm triệu đại đạo đều đang rơi xuống. Cô gái mặc váy suông bước từng bước về phía vô số đại đạo rơi xuống, chiếc váy suông kia cũng dần biến thành màu đỏ như máu. Ở cuối hàng trăm triệu đại đạo, có thể lờ mờ thấy một người đàn ông đang nằm yên, đôi mắt khẽ nhắm nghiền, không còn hơi thở. Không biết bao lâu sau, Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra. Lúc này, hắn đang ở bên một bờ biển, bên cạnh hắn đặt một thanh kiếm, trên chuôi kiếm khắc hai chữ, hành đạo. Một giọng nói vang lên, tỉnh rồi à? Diệp Quân vội vàng nói, tháp ra. Tiểu tháp nói, người ở trong thế giới của ta, ở đây 10 năm bằng bên ngoài một ngày. Diệp Quân bất ngờ, đó là thế giới trong tháp. Tiểu tháp nói, đúng vậy. Diệp Quân đang định nói tiếp thì tiểu tháp đã lên tiếng, ngươi là hy vọng cuối cùng của ta. Hy vọng cuối cùng. Diệp Quân nhíu mày, vừa định nói thì cảm nhận được cái gì đó, trong lòng sững sờ. Tu vi được khôi phục rồi. Diệp Quân vô cùng vui mừng. Tiểu tháp nói, có hứng thú với kiếm tu không? Kiếm tu. Diệp Quân vội vàng gật đầu, có, rất có hứng thú. Kiếm tu đấy, bây giờ ở Nam Châu vô cùng hiếm. Bởi vì hơn 20 triệu năm trước, không biết vì lý do gì, kiếm đạo và võ đạo đã xuất hiện khoảng cách, từ đó về sau rất ít kiếm tu, đến bây giờ lại càng hiếm hơn. Trăm năm qua ở thành hoang cổ, ngay cả một kiếm tu cũng chẳng có. Tiểu tháp nói, truyền thừa kiếm đạo đã được dung hợp vào trong thanh kiếm, nhưng thực lực của ngươi quá yếu, vì vậy chỉ có thể mở khóa từng cấp bậc một thôi. Kiếm. Diệp Quân vội vàng cầm thanh kiếm bên cạnh lên, phấn khởi nói, tháp ra, thanh kiếm này lợi hại không? Tiểu tháp nói, hành đạo, thay trời hành đạo. Ngươi cầm thanh kiếm này, cả đời sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhân quả, không rơi vào luân hồi, mọi định luật đều có thể phá vỡ, mọi đạo đều có thể hủy diệt. Diệp Quân chớp mắt, có phải nghịch thiên quá rồi không? Tiểu tháp nói, tầm nhìn của ngươi thật hạn hẹp. Diệp Quân sững sờ. Tiểu tháp nói tiếp, cái gọi là thiên đạo, thật ra có thể phá hủy chỉ bằng một cái búng tay. Diệp Quân cực kỳ phấn khích nhìn thanh kiếm trong tay. Thật ra hắn không hiểu những gì tiểu tháp nói cho lắm, hắn chỉ biết hắn có thể trở thành kiếm tu. Kiếm tu đấy. Bây giờ Nam Châu thật sự có quá ít kiếm tu. Vì truyền thừa về kiếm đạo gần như đã biến mất, cũng chỉ có thư viện Quan Huyên và vài thế gia siêu cấp ở Nam Châu có khả năng có truyền thừa về kiếm đạo. Nếu hắn có thể trở thành kiếm tu thì quả thật quá đỉnh. Lúc này tiểu tháp bỗng nói, tu luyện thuật ngự kiếm đi. Diệp Quân gật đầu, được, được. Lúc này một thông tin bỗng đi vào trong đầu hắn, bản thân kiếm là sắt, bởi vì nắm giữ mà có linh tính, vì tim mà động, vì máu mà sống, mà nó chết vì không có ý niệm. Thuật ngự kiếm là điều chỉnh hơi thở, ôm trọn làm một, khiến người ta hợp nhất với kiếm, lặp đi lặp lại, sinh mệnh vô tận. Một lúc sau, Diệp Quân ngồi khoanh chân lại bắt đầu tu luyện. Được tiểu tháp hướng dẫn, tốc độ tu luyện của hắn vô cùng đáng sợ. Một tháng sau, Diệp Quân đứng lên hòn đá bên bờ biển, gió biển thổi vào làm áo hắn phồng lên. Lúc này Diệp Quân chỉ vào một điểm, lên. Vèo. Thanh kiếm hành đạo đó bỗng bay lên trời đi vào trong từng đám mây. Diệp Quân híp mắt làm động tác cắt ngang. Vụt. Kiếm hành đạo mang theo kiếm quang xé toạc tầng mây. Diệp Quân nhếch môi, liên tục vạch từng đường trong không trung,
kiếm hành đạo liên tục mang theo kiếm quang xẹt qua bầu trời. Một lúc lâu sau, Diệp Quân cảm nhận được huyền khí bị hao tổn, lập tức dừng lại, hắn phấn khích nói, tháp ra, ta thành công rồi. Tiểu tháp nói, bây giờ ngươi có thể rời đi được rồi, ta phải tu dưỡng một thời gian. Diệp Quân nhíu mày, tháp ra, ngươi bị thương sao? Tiểu tháp nói, ừ, nếu không cũng sẽ không hút huyền khí của ngươi. Ngươi phải nghĩ cách giúp ta lấy được nhiều linh tinh một chút, loại cực phẩm nhất đó. Diệp Quân còn muốn hỏi gì đó, hắn bỗng cảm thấy hoa mắt, sau đó hắn đã xuất hiện trong biệt viện. Diệp Quân nhìn trong tay, kiếm hành đạo vẫn còn. Thấy thế Diệp Quân lại nhìn xem tu vi của mình, lúc nhận ra tu vi vẫn còn, hắn thở phào. Không phải nằm mơ. Quả thật không phải mơ. Dường như nghĩ đến gì đó, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này trời tờ mờ sáng, nói cách khác tháp ra không nói dối, 10 năm trong tháp bằng một ngày ở thế giới bên ngoài. Đúng là chấn động thật. Mọi chuyện cứ như là mơ. Nhìn kiếm trong tay, Diệp Quân bật cười, tu vi không chỉ khôi phục mà còn trở thành kiếm tu, đúng là niềm vui bất ngờ cực lớn. Đúng lúc này, một ông lão bỗng từ đằng xa đi đến. Diệp Quân vội cất kiếm hành đạo vào. Vẫn không thể nói cho người khác biết chuyện trở thành kiếm tu này. Trước kia Nam Châu từng xuất hiện một thanh kiếm linh, sau đó dẫn đến một trận chiến thảm, rất nhiều đại tộc điên cuồng tranh giành, cuối cùng thư viện Quan Huyên cũng gia nhập vào. Nếu chuyện mình trở thành kiếm tu bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra tai họa lớn cho hắn và gia tộc họ Diệp. Ông lão nhanh chóng đi đến trước mặt Diệp Quân, thế tử, Tống Tử đạo sư của thư viện Quan Huyên đến rồi. Thư viện Quan Huyên. Diệp Quân sửng sốt, hơi bất ngờ, hắn không nghĩ nhiều bèn gật đầu, ừ. Nói xong, hắn và ông lão rời khỏi đó. Diệp Quân công tử, thật xin lỗi, sau khi thư viện Quan Huyên bọn ta bàn bạc, cuối cùng bọn ta quyết định hủy tư cách tuyển thẳng của ngươi. Trước phủ đệ gia tộc họ Diệp, một ông lão mặc đồ xám nhìn thanh niên trước mặt, ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối. Thanh niên trước mặt tên là Diệp Quân, thiên tài giỏi nhất từ xưa đến nay ở thành Hoang Cổ. Năm đó chưa đến 6 tuổi đã đột phá khỏi những ràng buộc xác thịt cửu cảnh, đạt đến cảnh giới tiên thiên, 10 tuổi đột phá cảnh giới tiên thiên, đạt đến cảnh giới thần anh, tu luyện thần anh, 16 tuổi đột phá ràng buộc bản ngã đạt đến cảnh giới chân pháp, tu luyện thuật thần pháp. Dù ở cả Nam Châu thì tài năng như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy chứ đừng nói là thành Hoang Cổ. Thế nên Thư viện Quan Huyên đưa ra đãi ngộ cao nhất, không cần khảo sát, không cần kiểm tra, gia nhập thẳng vào Thư viện Quan Huyên. Hơn nữa một khi vào thư viện thì được một đạo sư cao cấp chỉ đứng sau viện trưởng chỉ dạy. Tiếc là một tháng trước, có lẽ là ông trời cũng đố kỵ anh tài, tu vi của thanh niên này bỗng biến mất, trở thành người bình thường. Đã là người bình thường thì tất nhiên không thể nhận được đãi ngộ đặc biệt của thư viện Quan Huyên nữa. Thư viện không thu nhận người bình thường. Diệp Quân sửng sốt khi nghe Tống Tử nói thế, sau đó nói, Tống Tử đạo sư, có phải còn một tháng nữa mới khai giảng không? Tống Tử gật đầu, đúng thế. Diệp Quân do dự một chốc rồi nói, thật ra, tu vi của ta. Tống Tử bỗng ngắt lời, không giấu gì ngươi, bọn ta đã đưa vị trí này cho Lý Xuyên công tử của nhà họ Lý rồi. Diệp Quân sửng sốt. Lý Xuyên, thiên tài siêu cấp của nhà họ Lý, dĩ nhiên một tháng trước vị thiên tài siêu cấp này mới chỉ có thể nói rất bình thường khi ở trước mặt Diệp Quân. Tống Tử nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, cuộc thi võ 10 năm một lần sắp đến. Thư viện bọn ta cần một thiên tài đến tranh vị trí tốt cho bọn ta, từ đó giành lấy tài nguyên giáo dục tốt hơn cho Tổng viện. Tất nhiên trước kia ngươi là người thích hợp nhất, nhưng bây giờ, thứ lỗi cho ta nói thẳng, bây giờ ngươi đến thư viện không có lợi ích gì, mặc dù nói hơi khó nghe nhưng đây là sự thật. Nói rồi ông ta giơ tay phải ra, Diệp công tử, mong ngươi trả thẻ bài gỗ của thư viện Quan Huyên cho ta. Diệp Quân khẽ cười, được. Hắn vừa nói vừa lấy thẻ Quan Huyên biểu thị thân phận học viên của Thư viện Quan Huyên đưa cho Tống Tử. Đối phương đã nói như thế, tất nhiên hắn không thể mặt dày van xin được. Tống Tử nhận lấy thẻ bài gỗ, không nói nhiều thêm một lời, xoay người rời đi. Tống Tử vừa đi, một đệ tử gia tộc họ Diệp lưng hơi gù bỗng phấn khích chạy vào trong tộc, vừa chạy vừa hét, đại trưởng lão, thế tử Diệp Quân bị hủy tư cách nhập học rồi, hắn bị hủy tư cách nhập học rồi. Ha ha ha. Diệp Quân. Không lâu sau, một ông lão bỗng chạy ra từ đại điện, ông ta chạy đến trước mặt Diệp Quân, thế, Diệp Quân, đại trưởng lão dùng đặc quyền của trưởng lão mở cuộc họp gia tộc ở nhà thờ tổ, bảo ngươi đến đó ngay.
Diệp Quân bình tĩnh nói, muốn tước vị trí thế tử của ta sao? Ông lão do dự rồi nói, ta không biết. Diệp Quân gật đầu, sau đó đi về phía nhà thờ tổ. Nhà thờ tổ của Diệp Phủ. Diệp Quân vừa bước vào đã thấy tộc trưởng gia tộc họ Diệp Diệp Tiêu đập bàn, bãi bỏ vị trí thế tử của Diệp Quân ư. Ta không đồng ý. Diệp Quân sửng sốt. Hắn nhìn vào trong nhà thờ tổ, lúc này các trưởng lão Diệp Phủ đã đến đông đủ. Người ngồi vị trí đầu là Diệp Tiêu tộc trưởng gia tộc họ Diệp, bên dưới phía bên trái là đại trưởng lão. Lúc này mọi người đều nhìn về phía Diệp Quân vừa bước vào, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Một thiên tài đang bình thường tại sao lại trở thành một người vô dụng? Diệp Quân nhìn Diệp Tiêu rồi chào nói, bái kiến tộc trưởng. Nhìn thấy Diệp Quân, Diệp Tiêu gật đầu, vẻ mặt hòa dịu hơn nhiều, ngồi đi. Một thị vệ lập tức đem một cái ghế đến. Diệp Quân vừa ngồi xuống, đại trưởng lão bên cạnh bỗng nói, tộc trưởng, bây giờ Diệp Quân có tài có đức gì mà có thể trở thành thế tử gia tộc họ Diệp? Mọi người nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão đứng lên nhìn Diệp Quân ngồi bên dưới, ta công nhận mấy năm nay Diệp Quân từng liều mạng, đổ máu vì gia tộc, bây giờ gia tộc có 36 mỏ linh thạch, Diệp Quân cũng có công rất nhiều. Nhưng hiện giờ hắn không còn tu vi, chỉ là một người bình thường chẳng có gì hơn. Nếu tiếp tục để hắn làm thế tử của gia tộc họ Diệp sẽ trở thành trò cười cho cả thành hoang cổ. Hơn nữa thế tử gia tộc họ Diệp không phải là vật cầu may mắn, đó là người có thể lập công dựng nghiệp cho gia tộc họ Diệp. Thử hỏi xem bây giờ Diệp Quân còn có khả năng này không? Nói năng có khí phách. Trong nhà thờ tổ, các trưởng lão đều im lặng không nói. Diệp Quân nhìn mọi người không lên tiếng. Hắn muốn xem thử sau khi mình mất đi thực lực, có bao nhiêu người thật lòng với mình, có bao nhiêu người sẽ dậu đổ bìm leo. Chỉ có lúc con người sa sút mới có thể nhìn rõ người bên cạnh mình. Khi một người đánh mất vinh quang và quyền lực, những người bên cạnh đều sẽ lộ nguyên hình. Sắc mặt Diệp Tiêu tái mét, đại trưởng lão, ông cũng nói Diệp Quân có công với gia tộc họ Diệp, vậy tôi hỏi ông, bây giờ nó vừa bị thư viện quan huyên cho thôi học, gia tộc họ Diệp đã ruồng bỏ nó ngay, hành vi này có khác nào xúc sinh không? Ông vừa nói vừa nhìn Diệp Quân, cởi áo ra. Diệp Quân nhìn Diệp Tiêu, sau đó cởi áo ra, cả người chẳng chịt vết sẹo. Diệp Tiêu lạnh lùng nhìn mọi người, trên người nó có tất cả 96 vết sẹo. Những vết sẹo này từ đâu mà có? Là vì gia tộc họ Diệp. Các trưởng lão ngồi hai bên nhìn vết thương trên người Diệp Quân, im lặng không nói gì. Đại trưởng lão bỗng đứng bật dậy, ta chưa từng phủ nhận công lao của Diệp Quân với gia tộc họ Diệp, nhưng gia tộc họ Diệp không phải là gia tộc từ thiện, chúng ta muốn tranh giành quyền lợi với các gia tộc khác mà thế tử lại là người chủ chốt trong thế hệ trẻ của gia tộc họ Diệp, đó là người sẽ dẫn dắt con cháu gia tộc họ Diệp xông pha ra ngoài. Ông nghĩ bây giờ Diệp Quân có thích hợp với vị trí này không? Lúc này một ông lão ở một bên bỗng bước ra, ông ta thấp giọng nói, tộc trưởng, ta nghĩ đại trưởng lão nói đúng, Diệp Quân đúng là có công nhưng gia tộc không phải là cơ quan từ thiện, người có công thì đã sao? Các vị ngồi đây ai mà không có công? Điều chúng ta cần là lợi ích, là một thế tử có thể tranh giành lợi ích cho gia tộc. Bây giờ hắn không được thì nên để người khác, nhường vị trí này cho Diệp Mãn. Còn hắn? Thứ lỗi cho ta, gia tộc không hủy bỏ tất cả đãi ngộ của hắn sau khi mất tu vi, điều này đã rất nhân từ rồi. Diệp Quân nhìn ông lão, đây là tam trưởng lão, trước kia có quan hệ cực kỳ thân với hắn. Nghe tam trưởng lão nói thế, các trưởng lão đều nhìn Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhìn đại trưởng lão, ông muốn để cháu của ông Diệp Mãn lên vị trí đó ư. Đại trưởng lão không cảm xúc nói, Diệp Mãn có thực lực này. Sau khi nhận được tin Diệp Quân bị thôi học, ông ta biết cơ hội của ông ta đã đến. Nếu Diệp Mãn trở thành thế tử thì địa vị của ông ta cũng sẽ được nâng cao. Diệp Quân bỗng nói, các vị trưởng lão. Mọi người nhìn Diệp Quân, hắn bình tĩnh nói, có thể cho ta một tháng không? Một tháng sau nếu ta vẫn chưa hồi phục, ta sẵn sàng chủ động nhường lại vị trí thế tử. Không được. Đại trưởng lão còn chưa nói gì, tam trưởng lão đã lên tiếng, ông ta trợn mắt nhìn Diệp Quân. Vị trí thế tử quan trọng như vậy, sao có thể cứ để thế được? Lúc này lục trưởng lão ở một bên bước ra gật đầu, tam trưởng lão nói rất đúng, vị trí thế tử liên quan đến lợi ích của gia tộc họ Diệp, không thể cứ kéo dài thế được. Ông ta nhìn đại trưởng lão ở một bên cười nói, Diệp Mãn tuổi trẻ tài cao, ta nghĩ ổn đấy. Rõ ràng đây là đang thể hiện mình ủng hộ bên nào. Lúc này lại có hai trưởng lão bước ra nói hùa theo.
đến lúc thể hiện rõ thái độ của họ rồi. Bây giờ tình hình của Diệp Quân đã không ổn, nếu không mau chóng thể hiện thái độ thì một khi để Diệp Mãn trở thành thế tử sẽ cực kỳ bất lợi với họ. Thấy có 5-6 trưởng lão đứng về phía mình, đại trưởng lão cũng nở nụ cười, ông ta gật đầu xem như đáp lời. Sau đó ông ta nhìn nhị trưởng lão này là một người thực quyền, nắm giữ phần lớn sản nghiệp của gia tộc họ Diệp, có tiếng nói trong gia tộc. Nhị trưởng lão nhìn Diệp Quân vẫn rất bình tĩnh bên dưới, im lặng một chốc rồi nhắm mắt lại. Không nói gì. Ai làm thế tử đều không ảnh hưởng đến lợi ích của ông ta, dù sao đứa cháu trai ngốc của ông ta cũng không làm thế tử được, nếu đã thế thì các ngươi cứ tranh giành với nhau đi. Cuối cùng ai thắng thì ta đi theo người đó. Thấy nhị trưởng lão không có ý kiến, đại trưởng lão cũng không để tâm, ông ta nhìn Diệp Quân bên dưới, đang định nói gì đó thì Diệp Tiêu bỗng đứng lên tức giận nhìn đại trưởng lão, Diệp Côn, ông thật sự muốn làm mọi chuyện đến mức này sao? Diệp Côn không cảm xúc nói, Mãn Nhi. Ông ta vừa dứt lời, một thanh niên bỗng bước vào nhà thờ tổ. Người đến chính là Diệp Mãn. Diệp Mãn cúi chào mọi người, sau đó nhìn Diệp Quân cười nói, theo quy tắc của gia tộc, ta có thể khiêu chiến với thế tử, Diệp Quân, bây giờ ta khiêu chiến với ngươi. Khiêu chiến sinh tử. Khiêu chiến sinh tử. Mọi người đều sửng sốt. Khiêu chiến ở gia tộc họ Diệp có hai kiểu, một là khiêu chiến công bằng, chỉ phân thắng thua, không phân sinh tử, còn khiêu chiến sinh tử vừa phân thắng thua cũng quyết định sống chết. Đây là muốn tuyệt tình. Diệp Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Côn, Diệp Côn bình tĩnh nói, nếu tộc trưởng có bản lĩnh thì thay đổi quy tắc đi. Diệp Tiêu tức giận mặt mày tái mét. Lúc này Diệp Quân đứng lên cười nói, ta đồng ý. Đồng ý. Các trưởng lão trong điện nhìn Diệp Quân, Diệp Quân nhìn Diệp Côn, 10 ngày sau, ta sẽ đánh với Diệp Mãn. Không được. Diệp Côn nhìn Diệp Quân, 5 ngày, không, ngày mai quyết đấu đi. Diệp Quân nhìn Diệp Côn, được. Dứt lời, hắn cúi chào Diệp Tiêu rồi xoay người đi ra ngoài. Diệp Côn bỗng tức giận nói, không, bây giờ luôn. Diệp Quân bình tĩnh như thế khiến ông ta cảm thấy bất an. Mẹ kiếp! Không thể cho tên này bất kỳ cơ hội nào được. Diệp Côn đi đến trước mặt Diệp Mãn, giết hắn. Cháu sẽ là thế tử, từ nay cuộc đời sẽ thay đổi. Diệp Quân do dự một lát rồi nói, đại trưởng lão, đều là người một nhà không cần phải làm đến mức này. Mọi người mài giũa. Ai là người một nhà với ngươi? Ngươi là con nuôi của gia tộc họ Diệp. Con nuôi. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn Diệp Quân, sau đó nhìn Diệp Mãn, nhớ đấy, đừng mềm lòng nương tay. Tuyệt đối không được mềm lòng nương tay. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân, hiểu không? Nghe thấy lời Diệp Côn nói, Diệp Tiêu lập tức nổi điên, Diệp Côn, ông thật sự muốn xử lý sự việc tuyệt tình như vậy, không để lại chút cơ hội xoay chuyển nào sao? Diệp Côn nói với vẻ mặt vô tình, con đường võ đạo chính là tranh với người, tranh với trời, cháu trai ta tại sao không thể tranh? Tranh, hôm nay phải tranh. Sắc mặt Diệp Tiêu vô cùng khó coi. Lúc này, Diệp Côn lại nhìn về phía Diệp Mãn, nói, giết hắn. Nghe Diệp Côn nói như vậy, Diệp Mãn lao thẳng về phía Diệp Quân, tốc độ của gã rất nhanh, nháy mắt đã đi tới trước mặt Diệp Quân, sau đó vung tay đấm thẳng vào yết hầu của Diệp Quân. Chiêu hiểm. Cú đấm vừa mới được tung ra, trên nắm đấm của gã đột nhiên phát ra một luồng khí. Khí tức tiên thiên. Vậy mà đã đạt tới cảnh giới tiên thiên. Những trưởng lão đang có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Giây tiếp theo, trong ánh mắt của mọi người, cánh tay phải của Diệp Quân bắt lấy cú đấm chí mạng của Diệp Mãn, ngay sau đó, mọi người còn chưa kịp phản ứng trở lại thì hắn đã vặn mạnh một phát. Rắc! Âm thanh xương gãy giòn tan đột nhiên vang vọng khắp không gian. Lúc này, Diệp Quân thuận thế lao lên trước, tung ra một cú đấm thẳng vào bụng của Diệp Mãn. Bốp! Cả người Diệp Mãn bay ra xa, vừa mới đáp đất, một bàn chân Diệp Quân đã đặt ngay lên trên bụng của Diệp Mãn. Mọi người có mặt đều ngơ ngác. Không hề mất đi tu vi. Vậy mà Diệp Quân lại chẳng hề mất đi tu vi. Người hoàn hồn đầu tiên là đại trưởng lão Diệp Côn, ông ta vội vàng nói, Diệp Quân. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, cười nói, làm gì cơ? Diệp Côn run giọng nói, đều là người nhà, vẫn mong ngươi nương tay. Diệp Quân chớp mắt, ai là người nhà với ông? Ta là con nuôi. Hắn vừa nói vừa đạp mạnh chân lên trên yết hầu của Diệp Mãn. Rắc! Diệp Mãn trợn tròn hai mắt,
máu tươi không ngừng phun ra từ trong miệng. A! À, đại trưởng lão đột nhiên lao về phía Diệp Quân giống như kẻ điên, nhưng ngay giây sau, Diệp Tiêu đã xuất hiện trước mặt ông ta, sau đó tung ra một cú đấm. Bốp! Cùng với âm thanh của cú đấm vang lên, Diệp Côn liên tiếp lùi ra sau mấy mét. Diệp Tiêu lạnh lùng nhìn đại trưởng lão đang giống như kẻ điên, bọn họ đang quyết đấu công bằng. Sắc mặt Diệp Côn cực kỳ khó coi, ông ta lạnh lùng liếc nhìn Diệp Quân, ánh mắt mang theo vẻ tàn độc, không có bất cứ lời thừa thãi nào, ông ta quay người rời đi. Đúng vào lúc này, một tàn ảnh đột nhiên lóe qua khoảng không. Sắc mặt Diệp Côn lập tức biến đổi mạnh mẽ, quay phắt người lại, ngay giây sau, một cú đấm đã lao thẳng lên trên yết hầu của ông ta. Rắc! Diệp Côn trợn tròn hai mắt, sau đó cứ thế ngã xuống. Những trưởng lão đang có mặt đều sững sờ, sau đó nhìn Diệp Quân ra tay với vẻ kinh hãi. Diệp Quân liếc nhìn Diệp Côn lúc này đã ngã xuống, bình tĩnh nói, không giết ông ta sẽ báo thù ta, ảnh hưởng tới sự đoàn kết gia tộc. Mọi người trở nên trầm mặc. Mặc dù hơi thái quá, nhưng lúc này đương nhiên không có ai đứng ra phản đối Diệp Quân. Cục diện đã định. Diệp Tiêu đột nhiên nói, khiêng xác của Diệp Côn và Diệp Mãn ra bên ngoài. Nghe vậy, hai người vội vàng bước tới, sau đó khiêng xác của hai người kia đi ra bên ngoài. Diệp Tiêu nhìn về phía Diệp Quân, biểu cảm phức tạp, Tiểu Quân, tu vi của ngươi. Diệp Quân khẽ cười, tộc trưởng, ta không hề cố ý giả bộ, khi trước cơ thể quả thực có xảy ra vấn đề, chỉ là bây giờ vấn đề này đã được giải quyết. Diệp Tiêu cười nói, giải quyết rồi thì tốt. Nghe vậy, các trưởng lão đang có mặt cũng nở một nụ cười. Sắc mặt của tam trưởng lão và lục trưởng lão lại trắng bệch. Hỏng hết cả kế hoạch rồi. Đúng vào lúc này, một thị vệ đột nhiên tiến vào trong, hắn hành lễ với Diệp Tiêu rồi nói, tộc trưởng gia tộc họ Nạp Lan mời thế tử tới gia tộc họ Nạp Lan. Gia tộc họ Nạp Lan. Diệp Tiêu cau mày, có nói là vì chuyện gì không? Thị vệ lắc đầu, không nói. Diệp Tiêu nhìn về phía Diệp Quân khẽ cười nói, ta đi vậy. Diệp Tiêu trầm giọng nói, ta đi cùng với ngươi. Diệp Quân cười nói, tộc trưởng, không sao đâu. Diệp Tiêu nghĩ ngợi rồi lên tiếng, cẩn thận một chút. Diệp Quân gật đầu, hắn liếc nhìn tam trưởng lão và lục trưởng lão, sau đó đi ra bên ngoài. Thấy Diệp Quân rời đi, trong điện, nhị trưởng lão đứng một bên đột nhiên nhỏ tiếng thở dài, may là tộc trưởng có tầm nhìn xa trông rộng, nếu như không phải ông tận lực ngăn cản thì hôm nay e rằng Tiểu Quân đã muốn ra khỏi gia tộc họ Diệp luôn rồi. Lúc đó, gia tộc họ Diệp không chỉ mất đi một thiên tài đỉnh cao mà còn có thêm một kẻ địch lớn. Tộc trưởng thật là anh minh. Những trưởng lão còn lại cũng vội vàng gật đầu hùa theo. Diệp Tiêu liếc nhìn đám người, lắc đầu, chàng trai này là một người trọng tình nghĩa, gia tộc họ Diệp chúng ta đối đãi tốt với nó thì nó nhất định cũng sẽ đối đãi tốt với gia tộc họ Diệp chúng ta. Vừa nói ông vừa thấp giọng thở dài, nếu như tu vi của nó hoàn toàn mất đi, đại trưởng lão cũng không nên giải quyết sự việc tuyệt tình như vậy, dẫu sao thì chàng trai này cũng đã liều mạng vì gia tộc họ Diệp chúng ta nhiều lần. Từng đổ nhiều máu như vậy, dù thế nào thì cũng không nên đi tới kết cục thê thảm. Nhị trưởng lão gật đầu, lần này là đại trưởng lão quá đáng rồi. Ông ta, bị trừng phạt là đáng tội. Những trưởng lão còn lại cũng liên tiếp gật đầu, lại cùng hùa theo. Diệp Tiêu đột nhiên nói, tam trưởng lão, lục trưởng lão, năm nay mấy người cũng đã 75 rồi nhỉ. Nghe vậy, cả tam trưởng lão và lục trưởng lão đều sững sờ, chẳng mấy chốc. Sắc mặt của hai người đều trở nên cực kỳ khó coi. 75. Ở gia tộc họ Diệp, đây là độ tuổi về hưu, mà bọn họ chỉ mới có 60 tuổi. Khoảnh khắc này, tam trưởng lão và lục trưởng lão như thể già đi rất nhiều. Diệp Tiêu liếc nhìn hai người, sau đó lại nói, an táng đại trưởng lão và Diệp Mãn cho tốt, dù gì thì ông ta cũng từng lập công cho gia tộc, ôi. Nói xong, ông quay người rời đi. Trong điện. Các trưởng lão đều thở phào một hơi. Ban nãy may là không giúp đại trưởng lão dậu đổ bìm leo, nếu không. Sau khi rời khỏi nhà thờ tổ, Diệp Quân quay đầu trông ra, ở nơi không xa có một người đàn ông đang đứng, lưng người đàn ông hơi gù. Đó là người đàn ông lưng gù vội vàng báo tin với đại trưởng lão khi trước. Lúc đó, tên này vẫn còn vui mừng không thôi. Thấy Diệp Quân nhìn qua thì sắc mặt của người đàn ông lưng gù lập tức trắng bệch. Ông ta vội vàng quỳ xuống, thế tử. Lúc nhìn thấy xác của ông cháu Diệp Côn bị khiêng ra ngoài,
ông ta biết kế hoạch của ông ta tiêu tan cả rồi. Diệp Quân khẽ cười, không bận tâm tới đối phương mà đi về phía xa. Diệp Quân đi được chưa bao lâu, một ông lão mặc đồ đen lập tức xuất hiện trước mặt người đàn ông lưng gù, ông ta lạnh lùng nhìn người đàn ông lưng gù, không nói gì cả. Người đàn ông lưng gù mặt như cho tàn, sụi lơ dưới đất. Lúc Diệp Quân vừa mới bước qua cửa lớn thì gặp Diệp Khải. Diệp Khải khẽ cười, Diệp Quân ca, chúc mừng. Diệp Quân cười nói, Diệp Khải đệ, chắc là đệ cũng đạt tới cảnh giới tiên thiên rồi nhỉ. Diệp Khải gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân khẽ gật đầu, phương diện cảnh giới, ta cũng khá là vững vàng, nếu như đệ có điểm nào không hiểu thì có thể hỏi ta bất cứ lúc nào. Diệp Khải vội vàng hành lễ, cảm ơn Diệp Quân ca. Diệp Quân đi tới trước mặt Diệp Khải, vỗ vỗ lên bả vai Diệp Khải, huynh đệ một nhà, khách khí như vậy để làm gì? Nói xong, hắn bước ra khỏi cửa lớn Diệp phủ. Diệp Khải nhìn theo bóng lưng dần xa của Diệp Quân, khẽ mỉm cười, nụ cười hơi bất lực, sống trong cùng một gia tộc với thiên tài như vậy, gia tộc họ Diệp may mắn chứ ta thì không. Dứt lời, y quay người rời đi. Diệp Quân đi tới gia tộc họ Nạp Lan, vừa đến nơi đã có một ông lão ra đón tiếp. Ông lão khẽ hành lễ với Diệp Quân, Diệp thiếu gia, mời. Diệp Quân gật đầu, vất vả rồi. Ông lão cười nói, khách khí quá. Nói xong, ông ta dẫn Diệp Quân đi vào gia tộc họ Nạp Lan. Trên đường, nha hoàn đi qua đều không kiềm chế được mà quan sát Diệp Quân. Diệp Quân mặc trường bào màu đen, thân người thẳng tắp, góc cạnh trên gương mặt rất rõ ràng, lúc đi ung dung bình thản, phong thái không hề tầm thường. Riêng về vẻ ngoài của Diệp Quân thì không cần phải bàn cãi. Ông lão dẫn Diệp Quân đi tới trước một gian đại điện, ông ta khẽ hành lễ với Diệp Quân, Diệp thiếu gia, mời. Diệp Quân cười đáp, vâng. Nói xong hắn bước vào trong đại điện. Sau khi tiến vào đại điện, Diệp Quân nhìn thấy tộc trưởng Nạp Lan Danh của gia tộc họ Nạp Lan đang ngồi ngay vị trí đầu tiên. Nạp Lan Danh gần 40 tuổi, thân hình có hơi phát tướng. Nạp Lan Danh nhìn Diệp Quân, ngồi đi. Diệp Quân gật đầu, sau đó đi sang một bên và ngồi xuống. Nạp Lan Danh liếc nhìn Diệp Quân, trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối. Một người tốt như vậy mà sao lại mất đi tu vi? Nạp Lan Danh thầm thở dài, sau đó nói, Tiểu Quân, chắc ngươi cũng đã đoán ra được mục đích ta gọi ngươi tới đây rồi đúng không? Diệp Quân gật đầu, chắc là vì chuyện hôn sự của ta và tiểu ca cô nương. Nạp Lan Danh nhìn Diệp Quân, hôm đó lúc đính hôn, tại sao ngươi không từ chối? Diệp Quân cười nói, tại sao phải từ chối? Nạp Lan Danh cau mày. Diệp Quân khẽ cười, Nạp Lan ca cô nương rất xinh đẹp, là người con gái đẹp nhất mà ta từng gặp, nếu như có thể lấy được người con gái này về làm vợ thì là vinh hạnh của Diệp Quân ta. Ở một bên góc phòng, Nạp Lan ca đang đọc sách khẽ mỉm cười, cô quay đầu nhìn Diệp Quân đang ngồi trong đại sảnh phía xa. Sau đó tiếp tục đọc sách. Nạp Lan Danh nhìn Diệp Quân, một lát sau, ông ấy thấp giọng thở dài, Tiểu Quân, đừng trách ta nói thẳng, hôm đó ta không phản đối chuyện hôn sự của ngươi và Tiểu Ca là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, mặc dù là thiếu gia của gia tộc họ Diệp, nhưng lại không có bất cứ thói xấu nào. Thứ hai, thiên phú của ngươi rất cao, tiền đồ tương lai là vô hạn, và lại ngươi còn là học viên mà thư viện quan huyên tuyển thẳng. Thế nhưng, nói tới đây, ông ấy đột nhiên ngưng lại. Sau đó lại nói, người biết mà, bây giờ thì khác rồi. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Trong mắt Nạp Lan Danh lóe lên vẻ phức tạp, Tiểu Quân, việc mà ta suy xét sẽ nhiều một chút. Tiểu ca bây giờ được phí đạo sư thu nhận làm đệ tử thân truyền, hơn nữa còn có thể chất đặc thù, con bé có tương lai vô hạn. Mà ngươi, đừng trách ta nói thẳng, người đến với con bé, cách biệt giữa hai người sẽ ngày càng lớn hơn, tới cuối cùng đôi bên đều sẽ phải sống rất đau khổ. Diệp Quân khẽ cười, ta hiểu, bác muốn ta và tiểu ca hủy bỏ hôn ước, ta hoàn toàn hiểu. Ngươi nhầm rồi. Nạp Lan Danh đột nhiên lắc đầu, ngươi hiểu sai rồi. Diệp Quân sững sờ. Nạp Lan Danh nhìn Diệp Quân, Nạp Lan Danh ta không phải một kẻ tiểu nhân nói lời không biết giữ lời. Ta nói với ngươi những lời này không phải vì muốn ngươi thấy khó rồi rút lui mà là muốn để cho ngươi hiểu rõ tình cảnh của mình bây giờ. Đàn ông phải có thực lực thì mới có tự tin. Cũng mới có tư cách đi giành lấy thứ mình muốn. Diệp Quân trầm mặc, thấy hơi bất ngờ. Nạp Lan Danh lại nói, Tiểu Quân, hiện giờ ngươi đang ở vào thời điểm khó khăn của đời người, ta sẽ không dậu đổ bìm leo vào lúc này, nhưng tất cả những việc tiếp theo đây cần ngươi tự mình giải quyết.
Ta nói thật cho ngươi biết, áp lực của tiểu ca cũng rất lớn, bởi vì phí đạo sư của thư viện vẫn luôn không đồng ý cho con bé đến với ngươi. Hơn nữa những người theo đuổi tiểu ca ở thư viện Quan Huyên cũng không ít, một số kẻ trong số đó không chỉ có thực lực đáng nể mà sau lưng cũng có thế lực to lớn. Ông ấy vừa nói vừa nhìn thẳng vào Diệp Quân, những việc này đều cần ngươi tự mình giải quyết. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu. Nói xong, hắn đứng dậy đi về phía Nạp Lan ca. Nạp Lan danh không nói gì. Diệp Quân đi tới trước mặt Nạp Lan ca khẽ mỉm cười. Diệp Quân cười nói, muội thích ta không? Nạp Lan ca lắc đầu, chưa tới mức thích, thế nhưng không ghét. Diệp Quân khẽ cười, năm đó tại sao lại đồng ý đính hôn với ta? Nạp Lan ca nhìn Diệp Quân, huynh đẹp trai. Diệp Quân cười nói, hôn sự của muội và ta là việc của hai chúng ta, ta có thể hủy bỏ hôn ước, muội cũng có thể giải trừ hôn ước, nhưng người ngoài thì không thể. Nạp Lan ca chớp mắt, ngày mai sư phụ của muội sẽ tới đây, đến vì huynh đấy, tính khí của bà ấy không được tốt lắm, có thể giết người luôn. Diệp Quân chớp mắt, ta là một người biết nói đạo lý. Hắn lấy ra viên Hỗn Nguyên đan, sau đó nghiêm túc nói, cảm ơn đan dược của muội, cho dù tương lai ta và muội có thể trở thành vợ chồng hay không thì Diệp Quân ta vẫn sẽ ghi nhớ suốt đời việc muội tặng đan dược cho ta. Hắn vừa nói vừa quay người rời đi. Lúc đi tới đại sảnh còn khẽ hành lễ với Nạp Lan danh, bác, xin cáo từ. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Nạp Lan danh liếc nhìn Diệp Quân, sau đó đi tới bên cạnh Nạp Lan ca, nhẹ giọng bảo, người này ung dung bình thản, phong thái như vậy thật sự hiếm có trong lớp thanh niên hiện nay. Nạp Lan ca đột nhiên nói, huynh ấy vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt con. Nạp Lan danh nhìn Nạp Lan ca khẽ cười, huynh ấy rất tự tin. Sự tự tin của đàn ông bắt nguồn từ hai điểm, thực lực hoặc bối cảnh, cha cảm thấy sự tự tin của huynh ấy là vì đâu? Nạp Lan danh ngơ ngác. Nạp Lan ca nhìn cuốn sách cổ trong tay, cười nói con thấy hơi thích huynh ấy rồi. Nạp Lan danh nhìn về phía Nạp Lan ca cười nói, thích sự tự tin của huynh ấy, thích sự tiết chế của huynh ấy, thích sự chân thật của huynh ấy, đương nhiên, còn thích cả tướng mạo của huynh ấy nữa. Vẻ ngoài đúng thật là anh Tuấn. Nạp Lan danh ngơ ngác. Về đến gia tộc họ Diệp, Diệp Quân đến sau núi Diệp Phủ. Nơi này là nơi hắn thường đến tu luyện, không có người ngoài đến. Diệp Quân đứng trên đỉnh núi, hắn nhắm mắt lại, một lúc sau hắn chỉ về một phía, thanh kiếm hành đạo bỗng bay ra. Kiếm xuyên trời xanh, xé toạc tầng mây. Sau đó kiếm hành đạo được Diệp Quân phát động liên tục bay xuyên qua từ những đám mây như một con bướm xuyên hoa. Một lúc sau, sắc mặt Diệp Quân trở nên trắng bệch, hắn thu ngón tay lại, kiếm hành đạo quay lại bên cạnh hắn. Tiêu hao quá nhiều sức lực. Thuật ngự kiếm này rất mạnh nhưng cũng tiêu hao rất nhiều sức. Ở Nam Châu, cảnh giới được chia thành cấp 9 xác thịt, trên cấp 9, sau khi tu luyện khí tiên thiên sẽ là cảnh giới tiên thiên, trên nữa là khí tiên thiên trong cơ thể ngưng tụ thành thần anh, tương đương với đan điền thứ hai, như thế huyền khí tích trữ trong cơ thể có thể tăng gấp đôi. Mà trên cảnh giới thần anh là cảnh giới chân pháp, làm cho huyền khí trong người thay đổi, có thể để chúng phóng thích, sau đó ngưng tụ thành thuật pháp. Bây giờ hắn đang ở cảnh giới chân pháp. Trên cảnh giới chân pháp là cảnh giới vạn pháp, đạt đến cảnh giới vạn pháp thì có thể đi trên không trung, từng động tác giơ tay nhấc chân của cường giả ở cấp bậc này đều có thể khơi dậy vài năng lượng đặc biệt của thiên nhiên, chẳng hạn như sấm chớp, lửa trời, lực sát thương của những cường giả này vô cùng khủng khiếp. Bây giờ hắn có tự tin có thể chém chết cường giả cảnh giới vạn pháp. Vì thuật ngự kiếm này, nếu đánh lén thì cường giả cảnh giới thông u trên cảnh giới vạn pháp cũng có cơ hội giết. Diệp Quân nhìn kiếm hành đạo trong tay, khóe môi cong lên, không lâu sau như nghĩ đến gì đó, hắn thấp giọng nói, tiếc là không thể ngự kiếm phi hành. Ai nói không thể? Lúc này giọng Tiểu Tháp lại vang lên, người có thể ngự kiếm phi hành. Diệp Quân sửng sốt, sau đó nói, ngự kiếm phi hành thế nào? Tiểu Tháp nói, đứng lên kiếm, cảm nhận kiếm và hòa làm một với kiếm. Diệp Quân im lặng một lúc rồi giơ ngón tay lên, kiếm hành đạo rơi xuống trước mặt hắn, hắn nhảy lên, nhắm mắt lại. Lúc này Tiểu Tháp lại nói, xem mình là một phần của kiếm, sau đó thi triển thuật ngự kiếm. Vừa dứt lời, Diệp Quân bỗng bay lên. Thoáng chốc Diệp Quân đã đi vào trong tầng mây. Tiểu Tháp bỗng khẽ nói, thiên phú này, mạnh hơn người mang thiên mệnh đời trước khá nhiều. Trong đám mây,
nhìn những ngọn núi cao và thành hoang cổ thu nhỏ bên dưới, Diệp Quân cảm thấy vừa căng thẳng vừa phấn khích. Thuật ngự kiếm. Vốn dĩ chỉ có khi đạt đến cảnh giới vạn pháp mới có thể ngự không bay lên, nhưng bây giờ hắn lại làm được điều này trước. Hơn nữa đây còn là ngự kiếm phi hành. Cực kỳ ngầu. Ha ha. Diệp Quân đứng trong đám mây bật cười, hắn có thể nghịch cả một ngày. Một lúc sau Diệp Quân ngự kiếm quay về mặt đất, vẫn cảm thấy cực kỳ phấn khích, tiếc là huyền khí đã bị tiêu hao quá nhiều. Diệp Quân nhìn kiếm hành đạo, phấn khởi nói, tiểu tháp, ta có một thắc mắc, có thể hỏi không? Tiểu tháp nói, hỏi đi. Diệp Quân nghiêm túc nói, có phải ta là thiếu gia của gia tộc lớn nào đó không? Kiểu gia tộc lớn đỉnh cấp đó. Tiểu tháp hỏi, tại sao lại có suy nghĩ này? Diệp Quân cười nói, ngươi xem kiếm này của ta lợi hại như vậy, còn có truyền thừa kiếm đạo, hơn nữa 10 năm trong thế giới ở tiểu tháp bằng một ngày ở thế giới bên ngoài, thế nên ta đoán có lẽ ta là thiếu gia của đại tộc siêu cấp nào đó, sau đó được nuôi dưỡng ở bên ngoài. Đúng không? Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, đoán đúng một nửa. Diệp Quân nhíu mày, một nửa. Tiểu tháp nói, ngươi là thiếu gia của đại tộc nào đó nhưng đáng tiếc ngươi là con riêng. Con riêng. Diệp Quân chớp mắt, là kiểu không được lộ mặt ra ngoài cho mọi người biết ấy à? Tiểu tháp nghiêm túc nói, phải, nên là ta dẫn ngươi đến nơi này để lánh nạn. Ngươi phải cố gắng tu luyện, nếu không gia tộc đó tìm được ngươi thì ngươi biết hậu quả rồi chứ. Vẻ mặt Diệp Quân trở nên khó coi, hắn đã có thể nghĩ đến tình cảnh đó rồi. Thoáng chốc áp lực trở nên lớn hơn. Tiểu tháp nói tiếp, phải cố gắng tu luyện, có thực lực mới có thể tồn tại, hiểu không? Diệp Quân gật đầu, ta sẽ cố gắng gấp 100 lần. Trước kia tiêu tán tu vi, hắn trải nghiệm được việc không có thực lực là một việc đáng sợ thế nào. Diệp Quân lại nói, tháp ra, bây giờ ta có thể vào tháp tu luyện không? Tiểu tháp nói, không thể. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Tiểu tháp nói, kích hoạt thế giới đặc biệt này cần linh khí rất lớn. Bây giờ ta bị thương rất nặng nên không có sức mở thế giới đặc biệt này cho ngươi. Diệp Quân do dự rồi nói, những linh tinh ta đưa cho ngươi trước đó không dùng đến sao? Tiểu tháp nói, loại linh tinh đó có cấp bậc quá thấp, gần như không có tác dụng với ta. Diệp Quân gật đầu, ta sẽ nghĩ cách kiếm thêm nhiều linh tinh tốt hơn cho ngươi. Tiểu tháp nói, ừ. Đúng lúc này, một ông lão bỗng từ xa đi đến, ông lão chào Diệp Quân, thế tử, tộc trưởng tìm ngươi. Diệp Quân gật đầu, ừ. Nói rồi hắn đi xuống núi. Trong tiểu tháp, một giọng nói bí ẩn bỗng vang lên, tiểu tháp, tại sao không nói cho hắn biết thân phận thật của hắn? Tiểu tháp bình tĩnh nói, ngươi muốn để hắn trở thành người như cha hắn sao? Ngươi vẫn chưa chịu đựng đủ loại người đó à? Một lúc sau, giọng nói bí ẩn đó nói, chịu đựng đủ rồi. Tương đối đủ rồi. Tiểu tháp thấp giọng nói, tâm tính của tên nhóc này rất tốt. Cũng có tài năng rất lợi hại, là một hạt giống rất tốt, chúng ta phải bồi dưỡng thật tốt, không thể để hắn đi theo con đường của cha hắn. Giọng nói bí ẩn, lúc đầu tại sao ngươi không bồi dưỡng cha hắn cho đàng hoàng? Tiểu tháp lạnh nhạt nói, ta không đấu lại cha hắn. Giọng nói bí ẩn. Giọng nói bí ẩn im lặng một lúc rồi nói, tiểu tháp, ta cảm thấy ngươi đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Tiểu tháp khẽ nói, bỗng một ngày vũ trụ sụp đổ, đại đạo sụp đổ. Linh hồn của người thân bạn bè quay về với đất, đến lúc đó ngươi có thể không trưởng thành sao? Nó ngừng lại một chốc lại khẽ nói, hơn nữa, thế gian này, cũng không còn ai che chở cho tiểu tháp ta nữa. Điện nghị sự ở gia tộc họ Diệp. Khi Diệp Quân đến điện nghị sự, Diệp Tiêu và các trưởng lão đã đang đợi ở đây. Diệp Quân nhìn một lượt, thiếu 5-6 trưởng lão. Diệp Tiêu nói, ngồi đi. Diệp Quân gật đầu. Sau đó đi đến một bên ngồi xuống. Diệp Tiêu nhìn Diệp Quân, vừa nhận được tin Nam Sơn xuất hiện một bí cảnh, trong bí cảnh đó có linh khí cực kỳ thuần khiết tiết ra ngoài. Theo những gì thám tử của chúng ta thăm dò, rất có thể trong đó có mỏ tử tinh. Mỏ tử tinh? Diệp Quân sửng sốt. Đồng tiền thường dùng ở Nam Châu là linh tinh, mà linh tinh được chia thành linh tinh hạ phẩm, linh tinh trung phẩm, linh tinh thượng phẩm, trên linh tinh là linh tinh cực phẩm, trên nữa là tử tinh. Tử tinh cực kỳ quý hiếm. Dù là gia tộc họ Diệp cũng không có thứ quý hiếm này. Tử tinh. Diệp Quân như có điều suy nghĩ. Trước kia hắn từng đưa cho tháp ra linh tinh thượng phẩm nhưng gần như không có tác dụng, có lẽ tử tinh có thể có tác dụng hồi phục vết thương của nó.
không chỉ có tác dụng với Tháp Gia mà cũng có tác dụng rất lớn với gia tộc họ Diệp và bản thân hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Quân thầm đưa ra quyết định. Lúc này Diệp Tiêu bỗng nói, muốn đi xem thử à? Diệp Quân gật đầu, vâng. Diệp Tiêu trầm giọng nói, ý của bọn ta cũng thế, nhưng ngươi cũng nên biết Nam Sơn xuất hiện bí cảnh này có lẽ không phải là bí cảnh thông thường, chắc chắn trong đó cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa bọn ta đã nhận được tin nhà họ Lý và nhà họ Nam đã phái người đến đó. Không chỉ thế, Thành Ung Châu cách chúng ta khá gần chắc cũng đã bảo người đến, nên... Diệp Quân cười nói, tộc trưởng yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Diệp Tiêu gật đầu, ta biết ngươi rất tỉ mỉ, làm người khá thận trọng. Nói đến đây, ông ngừng một chốc lại nói, ngươi phải nhớ kỹ bí cảnh này chắc sẽ có nhiều thế lực tranh giành, nếu có thể lấy được cơ duyên trong bí cảnh, dĩ nhiên là tốt nhưng nếu không thể thì đừng tham lam, ngươi quan trọng hơn bất kỳ thứ gì với gia tộc họ Diệp. Nhị trưởng lão ở một bên cũng đi đến, trầm giọng nói, Tiểu Quân, điểm nào của ngươi cũng tốt chỉ là làm việc không đủ tàn nhẫn và hiểm ác, mềm lòng nhân từ trong bí cảnh này là điều cấm kỵ, ngươi phải nhớ lấy. Diệp Quân gật đầu, ta biết rồi. Diệp Tiêu bỗng lấy một bộ áo giáp mềm màu đen đưa cho Diệp Quân, cho ngươi cái này. Áo giáp hắc nhuyễn. Diệp Quân sửng sốt. Các trưởng lão trong điện cũng sửng sốt. Ở Nam Châu, pháp khí cũng chia làm cấp bậc, là huyền khí, linh khí, bảo khí, pháp khí, đạo khí, tiên khí, thần khí. Áo giáp hắc nhuyễn này là một linh khí duy nhất của gia tộc họ Diệp. Không còn cách nào khác, gia tộc họ Diệp nghèo. Linh khí này đều được tổ tiên truyền lại, chỉ có tộc trưởng mới có thể dùng. Mà trang bị cũng rất quan trọng, nhiều lúc thực lực không đủ mạnh thì dùng đến trang bị. Diệp Quân nhìn áo giáp hắc nhuyễn trước mặt, trong lòng như có dòng nước ấm chảy quá, hắn vừa định từ chối, Diệp Tiêu lại nhét vào trong tay hắn, đừng lằng nhằng nữa, cho ngươi thì ngươi cứ lấy đi. Diệp Quân do dự, sau đó gật đầu, vâng. Hắn vừa nói vừa cất áo giáp hắc nhuyễn vào. Diệp Quân cúi người xuống, vậy ta đi đây. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong điện, Diệp Tiêu nhìn Diệp Quân rời đi, ánh mắt u ám không biết đang nghĩ gì. Lúc này nhị trưởng lão bỗng nói, bây giờ ta đã hiểu tại sao năm đó lão tộc trưởng lại cho đại ca làm tộc trưởng rồi. Đại trưởng lão làm người mạnh mẽ, mắt nhìn nông cạn, chỉ biết đến cái lợi nhất thời, còn ta thích bày mưu tính kế, chỉ có ông trọng tình nghĩa, quan tâm đến tình hình chung. Ông ta lắc đầu, bọn ta đều không bằng ông. Diệp Tiêu nhìn nhị trưởng lão, ông thấy Tiểu Quân thế nào? Nhị trưởng lão trầm giọng nói, trầm lắng, bình tĩnh, suy nghĩ tỉ mỉ, trọng tình nghĩa nhưng không hèn yếu, làm việc quyết đoán, có can đảm. Nói đến đây ông ta như nghĩ đến điều gì, nhìn Diệp Tiêu khó tin nói, tộc trưởng. Diệp Tiêu khẽ nói, chúng ta già rồi. Nam Sơn. Nam Sơn có diện tích hàng ngàn dặm, có rất nhiều ngọn núi lớn nên được gọi là dãy núi Nam Sơn. Có một số yêu thú nguyên thủy sống ở đây, yêu thú và con người hiện đang cùng tồn tại trong hòa bình, vì 30 triệu năm trước, kiếm chủ nhân gian đã thu phục tất cả yêu tộc, cho đến nay, yêu thú và con người bắt đầu cùng sống trong hòa bình. Dĩ nhiên vẫn có những mâu thuẫn riêng, nhưng đã 30 triệu năm trôi qua vẫn chưa xảy ra trận chiến nào giữa ngươi và yêu. Khi Diệp Quân đến dãy núi Nam Sơn bình thường vắng vẻ lúc này đã có rất nhiều cường giả đến đây. Ngoài những người ở thành Hoang Cổ, còn có các cường giả ở thành khác xung quanh. Thành Hoang Cổ nằm phía bên trái Nam Châu, còn khu vực phía Nam này có ít nhất 100 thành nhỏ tương tự thành Hoang Cổ. Còn Linh Mạch là mệnh mạch của tất cả các gia tộc lớn nhỏ. Rầm rầm. Đúng lúc này tầng mây ở chân trời bỗng tản ra, ngay sau đó một chiếc xe ngựa sang trọng dài 10 trượng chạy ra. Con ngựa này toàn thân toát ra ngọn lửa đỏ như máu, kích thước lớn hơn ngựa bình thường gấp mấy lần. Mỗi khi xông tới sẽ để lại 4 dấu vó ngựa rực lửa dài. Thấy thế mắt Diệp Quân trợn tròn. Ngựa liệt diệm. Đây là ngựa liệt diệm trong truyền thuyết, cấp bậc cảnh giới vạn pháp. Nhìn thấy xe ngựa này, sắc mặt Diệp Quân trở nên u ám, người đến chắc chắn là một gia tộc lớn. Lúc này bức màn xe ngựa sang trọng được vén lên, sau đó lộ ra một gương mặt tuyệt thế. Là một cô gái. Cô gái mặc bộ váy màu trắng, da trắng hơn tuyết. Đôi mắt sắc như dao, lúc nhìn sang còn lộ ra khí chất kiêu ngạo, khiến người ta cảm thấy rùng mình, không dám khinh nhờn. Sau khi bức màn được vén lên, lại thêm một gương mặt xinh đẹp lộ ra, cô gái này mặc bộ váy trắng như tuyết tay cầm một cuốn sách cổ, trên người toát ra khí chất thanh cao, nhã nhặn. Nhìn thấy cô gái này,
Diệp Quân ở bên dưới sửng sốt. Nạp Lan Ca. Hắn không ngờ đây lại là vị hôn thê của hắn Nạp Lan Ca. Lúc này cô gái mặc váy trắng bỗng nói, kể từ lúc này, dãy núi Nam Sơn thuộc quyền quản lý của ba gia tộc lớn, một khắc sau nếu nơi này vẫn còn đám người tạp nham thì giết. Vừa dứt lời, ba lá cờ dài trăm trượng đột nhiên bay ra từ trong mây, sau đó đứng vững vàng trên bầu trời dãy núi Nam Sơn. Nhà họ Nam, nhà họ Tư, nhà họ Trịnh, ba gia tộc siêu cấp của Nam Sơn. Rất nhiều người bên dưới sững sờ. Bí cảnh này thế mà lại kinh động đến ba gia tộc lớn ở Nam Châu. Diệp Quân lúc này cũng kinh hãi, bởi vì hắn không ngờ được bí cảnh Nam Sơn này lại kinh động cả ba thế gia lớn. Chuyện này không bình thường. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía dãy núi Nam Sơn, hắn biết thứ xuất hiện ở dãy núi Nam Sơn này tuyệt đối không phải bí cảnh thông thường, nếu không chắc chắn sẽ không kinh động tới cả ba thế gia lớn có quyền thế nhất Nam Châu. Lúc này, hàng chục luồng khí tức cường đại đột nhiên lao tới từ trên bầu trời, ngay sau đó, trong ánh mắt của mọi người, hàng chục cường giả mạnh mẽ lao qua tầng mây, đáp xuống dãy núi thăm thẳm. Nhìn thấy mấy chục cường giả đó, biểu cảm của Diệp Quân trở nên vô cùng nghiêm trọng. Trong số mấy chục người này, thấp nhất cũng là cảnh giới vạn pháp. Bởi vì toàn bộ đều có thể đi trên khoảng không. Ông lão lưng gù đi đầu còn có cảnh giới thông u trong truyền thuyết. Cảnh giới thông u. Đây là lần đầu hắn được gặp loại cường giả này. Khoảnh khắc này, ngoại trừ kinh hãi thì Diệp Quân còn cảm thấy phấn khích và kích động. Bây giờ hắn ở cảnh giới chân pháp, muốn giết cường giả cảnh giới vạn pháp không hề khó, nhưng hắn lại không khẳng định được nếu mình dùng kiếm thì có thể giết được cường giả cảnh giới thông u này hay không. Hắn muốn thử xem. Đương nhiên, hắn cũng không ngốc tới mức thật sự đi thử như vậy, nếu để cho đối phương biết hắn có truyền thừa kiếm đạo. Vậy thì mục tiêu của ba thế gia lớn này có thể sẽ không còn là bí cảnh Nam Sơn này nữa mà là Diệp Quân hắn. Lúc này, những người xung quanh bắt đầu lùi ra bên ngoài. Ba gia tộc lớn đã lên tiếng, tiếp tục ở lại nơi này thì chẳng khác gì tìm đường chết. Nếu là gia tộc bình thường khác, mọi người có lẽ sẽ không dễ dàng từ bỏ tới vậy, thế nhưng đây là ba gia tộc lớn đấy. Ở Nam Châu, ngoại trừ thư viện Quan Huyên ra thì ba gia tộc lớn này chính là những kẻ có thủ đoạn thấu trời. Diệp Quân liếc nhìn bí cảnh Nam Sơn, nói thật từ bỏ như vậy thực sự không cam tâm lắm, đương nhiên hắn cũng biết rõ thực lực bây giờ của bản thân. Hắn của bây giờ không thể đối kháng với ba gia tộc lớn. Quả quyết từ bỏ. Diệp Quân quay người rời đi, không hề do dự. Có thể có dã tâm, thế nhưng ngươi cũng phải có thực lực ngang hàng với đối phương. Cùng vào lúc này, Diệp Quân giống như cảm nhận được điều gì đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ngay giây sau. Chiếc xe ngựa xa hoa kia đã tiến thẳng tới trước mặt hắn. Lúc này, mảnh tre được kéo sang, Nạp Lan Ca ló đầu ra, cô nhìn Diệp Quân, khẽ cười nói, lên đi. Diệp Quân ngẩn người, rất bất ngờ. Nạp Lan Ca cười nói, còn ngây ra đấy làm gì, lẽ nào huynh không muốn đi xem bí cảnh đó sao? Diệp Quân cười nói, muốn. Hắn vừa nói vừa nhảy thẳng lên trên xe ngựa. Sau khi vào trong xe ngựa, Diệp Quân nhìn thấy cô gái mặc váy dài màu trắng kia, lúc này, đối phương đang nhìn hắn đầy hứng thú. Nạp Lan Ca ngồi xuống bên cạnh cô gái, cô nhìn Diệp Quân, cười nói, giới thiệu một chút, đây là vị hôn phu của ta, Diệp Quân. Cô gái quan sát Diệp Quân một lượt, khẽ gật đầu, là một nhân tài. Nạp Lan Ca nhìn về phía Diệp Quân, cười nói, tỷ ấy tên là Nam Thanh Việt, là đại tiểu thư của nhà họ Nam. Diệp Quân khẽ chắp tay, Nam cô nương. Rất vui được gặp mặt. Nam Thanh Việt cười nói, ngồi đi. Diệp Quân gật đầu, sau đó ngồi xuống phía đối diện hai người, hắn nhìn xung quanh một lượt, không gian bên trong xe ngựa rất lớn, phía sau lưng hai người còn có một bình phong, phía sau bình phong là một bồn tắm gỗ tròn. Lúc này, Nam Thanh Việt đột nhiên cười nói, Diệp Quân công tử đã đạt tới cảnh giới chân pháp rồi sao? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Nam Thanh Việt khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đạt tới cảnh giới chân pháp khi mới 17 tuổi, ở thành hoang cổ quả thực được coi là yêu quái, ở cả Nam Châu cũng xếp vào hạng thiên tài, thế nhưng ở trong mắt ba thế gia lớn thì chỉ được xem là khá ổn mà thôi. Bởi vì bọn họ đã từng trông thấy thế giới bên ngoài, gặp được vô số người con cưng của trời. Nam Thanh Việt liếc nhìn Nạp Lan Ca, sau đó lại nhìn Diệp Quân, không nói thêm gì cả. Lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Nam Thanh Việt nói, tới rồi.
Cô ta vừa nói vừa bước ra ngoài. Diệp Quân và Nạp Lan Ca cũng đi theo sau, Diệp Quân liếc nhìn xung quanh, lúc này, bốn bể phải có tới cả trăm cường giả. Trong số đó, thấp nhất cũng là cảnh giới chân pháp. Trong mắt Diệp Quân ngập tràn hoài nghi, rốt cuộc là di tích gì mà lại khiến cho ba thế gia lớn phải làm to chuyện như vậy. Diệp Quân nhìn về phía xa, ở nơi không xa có một vực sâu rất lớn, xung quanh vực sâu là những ngọn núi lớn đã sụp đổ, mà ở bên trong vực sâu thi thoảng lại có chất khí màu tím phun ra ngoài. Diệp Quân lập tức kinh ngạc khi nhìn thấy chất khí màu tím đó. Bên dưới này có thể không phải có mỏ tử tinh mà là có linh mạch. Linh mạch. Ở Nam Châu, có mỏ linh thạch, linh mạch, long mạch, địa mạch, thiên mạch, tiên mạch. Mỏ linh thạch là cấp bậc thấp nhất, chỉ có thể sản sinh ra một số linh tinh thông thường. Nhưng linh mạch thì lại khác, nơi đó có thể cung cấp nguồn linh khí không bao giờ cạn kiệt, hơn nữa một linh mạch mới được phát hiện ra, xung quanh nó rất có khả năng đang tồn tại một số lượng lớn linh tinh. Mà từ bên trong vực sâu này lại phun trào ra chất khí màu tím, cũng có thể nói, bên trong vực sâu này ít nhất có một linh mạch tử linh. Hơn nữa còn có thể là linh mạch tử linh vào hàng cực phẩm. Khoảnh khắc này, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao ba thế gia lớn này lại làm lớn chuyện lên như vậy. Đúng vào lúc này, một người thanh niên xuất hiện, hắn ta mặc bộ đồ trắng như tuyết, tay cầm quạt, khuôn mặt nở nụ cười nhạt. Gặp được người thanh niên này, Nam Thanh Việt khẽ cười, Trịnh Lâm công tử. Người thanh niên tên là Trịnh Lâm cười nói, Nam cô nương đến nhanh quá nhỉ. Hắn ta đột nhiên ngưng lại, sau đó nhìn về phía Nạp Lan Ca phía bên cạnh, cô nương này là. Nạp Lan Ca khẽ cười, Nạp Lan Ca. Nạp Lan cô nương. Trịnh Lâm lập tức kinh ngạc, cô chính là Nạp Lan cô nương thần thể thánh linh là người sở hữu một trong số tam đại thần thể trong truyền thuyết đó sao? Nạp Lan Ca mỉm cười, không nói gì. Trịnh Lâm cười nói, hân hạnh được gặp mặt. Hắn ta lại nhìn về phía Diệp Quân đang đứng bên cạnh, vị này là. Nạp Lan Ca nói, đây là vị hôn phu của ta Diệp Quân. Vị hôn phu. Trịnh Lâm ngẩn ra, sau đó nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân, nhà họ Diệp, là nhà họ Diệp ở phương Bắc ư. Diệp Quân lắc đầu, ta là người của nhà họ Diệp ở thành Hoang Cổ. Thành Hoang Cổ. Trịnh Lâm chớp chớp mắt, sau đó bật cười, không nói thêm gì nữa. Thành Hoang Cổ là một vùng đất nhỏ hạng thấp. Lúc này, có thêm một cô gái đột nhiên xuất hiện, cô gái mặc váy dài màu xanh, mái tóc đen dài như thác nước, dáng người thanh mảnh. Trong tay cầm một cây sáo bằng ngọc, ánh mắt lạnh lùng. Nam Thanh Việt nhìn về phía cô gái, cười nói, Tư Thanh cô nương. Tư Thanh bình tĩnh nói, đến đủ cả rồi thì đi thôi. Nam Thanh Việt gật đầu, đi thôi. Nói xong, cả đoàn người đi về phía vực sâu phía xa. Cường giả của ba gia tộc lớn không đi cùng. Cả chặng đường, ba người Nam Thanh Việt vừa nói vừa cười, còn Diệp Quân và Nạp Lan Ca rõ ràng hơi đơn độc, nhưng chẳng mấy chốc. Nam Thanh Việt bắt đầu kéo Nạp Lan Ca gia nhập vào trong câu chuyện của bọn họ. Hiển nhiên chỉ còn lại mình Diệp Quân là hơi cô đơn. Diệp Quân cũng không hề bận tâm chuyện này. Hắn biết thế giới này tồn tại đủ các mối quan hệ lớn nhỏ, đây là mối quan hệ của người khác không có hứng thú với hắn thì hắn cũng không có hứng thú gì quá lớn. Mối quan hệ khác nhau, hắn đương nhiên sẽ không miễn cưỡng hòa nhập. Mục đích của hắn là xem bí cảnh. Lúc này, giọng nói của Tiểu Tháp đột nhiên vang lên, khí tức quen thuộc. Diệp Quân nhíu mày, khí tức quen thuộc, Tháp gia, ý gì thế? Tiểu Tháp trầm mặc một hồi, nói, không có gì. Diệp Quân lắc đầu cười, Tháp gia này cứ thần thần bí bí. Nơi xa, Nam Thanh Việt ở bên cạnh Nạp Lan Ca đột nhiên cười nói, Tiểu Ca, hắn không xứng, hắn không phù hợp với muội. Nạp Lan Ca nhìn về phía Nam Thanh Việt bình tĩnh nói, hắn ở thành Hoang Cổ, quả thực cũng tạm được, thế nhưng nếu như đi ra bên ngoài thì chỉ có thể nói là quá tầm thường. Hơn nữa, gia thế của hắn quá thấp hèn, một nhà họ Diệp nhỏ bé đã ấn định cho hắn một cuộc đời bình thường. Bởi vì nhà họ Diệp không thể cho hắn tài nguyên tốt hơn, mà thời đại này lại rất coi trọng bối cảnh và gia thế. Không có bối cảnh và gia thế lót đường, sự nỗ lực cá nhân cũng chỉ có hạn. Nạp Lan Ca liếc nhìn Nam Thanh Việt, hơi nghi hoặc, Thanh Việt. Tỷ cảm thấy huynh ấy rất kém sao? Nam Thanh Việt liếc nhìn Diệp Quân đang đứng cách họ khá xa, cười nói, xét tình cảnh bây giờ thì ta cảm thấy rất kém. Nếu như ta là hắn thì chắc chắn sẽ bỏ hết thể diện tới để kết giao với bọn ta chứ không phải cố tỏ ra thanh cao.
Đương nhiên, chuyện này cũng rất bình thường, rất nhiều người không có năng lực nhưng lại quá tự cao, cho rằng bản thân không kém hơn người khác, nhưng hắn không biết được là nếu như hắn biết lấy lòng bọn ta thì sẽ có giúp đỡ rất lớn đối với tương lai của hắn. Cô ta vừa nói vừa khẽ lắc đầu, ta nói những điều này không phải hy vọng hắn tới lấy lòng ta, chỉ là muốn nói vốn dĩ hắn đã có thể có được một cơ hội rất tốt để leo lên cao, thế nhưng hắn lại không lựa chọn như thế. Nạp Lan Ca cười đáp, nếu như thật sự lúc gặp được tỷ, huynh ấy gắng sức lấy lòng nịnh nọt thì mới là ta nhìn lầm người. Nam Thanh Việt cau mày. Ngay sau đó, Nạp Lan Ca đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Quân, cười nói, Thanh Việt là học sinh của thư viện, tỷ ấy là học sinh của Dương Đạo Sư nên ta có quen biết với tỷ ấy. Ban nãy gặp được huynh, biết huynh muốn xem bí cảnh này nên ta mới mời huynh tới, không hề có ý muốn làm huynh khó xử. Sao cô lại không nhìn ra Diệp Quân bị ghẻ lạnh chứ? Cô cũng biết, loại văn hóa phân biệt này quá nghiêm trọng, hơn nữa càng lên cao lại càng nghiêm trọng hơn. Đám con cháu thế gia này sống quá thực tế. Diệp Quân đang định lên tiếng, đúng vào lúc này, Nam Thanh Việt ở phía xa đột nhiên nói, Linh Mạch. Nghe vậy, Diệp Quân và Nạp Lan Ca cùng nhìn về phía Nam Thanh Việt, lúc này, Nam Thanh Việt đang cầm một cái la bàn, mà la bàn trong tay cô ta thì đang chuyển động như bay. Ở bên cạnh cô ta, trong mắt Trịnh Lâm ngập tràn sự phấn khích và nhiệt huyết. Tư Thanh cũng hơi sao động. Nam Thanh Việt đột nhiên nói, đi, xuống dưới xem thử. Nói xong, cô ta nhảy lên không trung và bay xuống dưới. Tư Thanh và Trịnh Lâm bên cạnh cô ta cũng vội vàng theo sau. Nạp Lan Ca nhìn về phía Diệp Quân, đi xem chứ. Diệp Quân gật đầu, hai người cũng nhảy theo vào bên trong vực sâu. Không biết đã qua bao lâu, đám người cùng nhau đáp đất, ở cách họ phía xa, nơi đó có một hang núi cực lớn màu đen, ở bên cạnh hang núi có một cái cây cao tới mấy mét, trên cây có hàng chục quả trông đỏ như máu. Thấy loại quả này, ánh mắt của Nam Thanh Việt dẫn đầu lập tức trở nên nóng rực, đây là quả hỏa linh. Dùng một quả ít nhất cũng tăng được 10 năm tu vi. Quả hỏa linh, địa phẩm thiên tài địa bảo, một quả ít nhất có giá trị ngang 10.000 viên linh tinh. Bên cạnh Nam Thanh Việt, Trịnh Lâm đột nhiên trở nên phấn khích, còn Tư Thanh lại rất bình tĩnh, trong mắt không có chút gợn sóng nào. Ba người Nam Thanh Việt đưa mắt nhìn nhau, Nam Thanh Việt phung tay áo, một luồng khí bay ra, chẳng mấy chốc, mấy chục quả hỏa linh đó đột nhiên từ trên cây rụng xuống, sau đó bị một luồng gió lớn đưa tới trước mặt ba người họ. Nam Thanh Việt chia thành ba phần, mỗi người được 12 quả. Nam Thanh Việt đột nhiên đi tới trước mặt Nạp Lan Ca, cô ta mở lòng bàn tay ra. Hai quả hỏa linh bay tới trước mặt Nạp Lan Ca, cười nói tiểu ca, cái này cũng có thể giúp muội. Nạp Lan Ca cũng không khách khí, khẽ cười, cảm ơn. Nói xong, cô lập tức nhận lấy. Lúc này, Trịnh Lâm cũng đi tới trước mặt Nạp Lan Ca, hắn lấy ra hai quả hỏa linh đưa cho Nạp Lan Ca, khẽ cười, Nạp Lan cô nương. Đây là chút tâm ý của ta, vẫn mong cô nhận lấy. Nạp Lan Ca liếc nhìn hai quả hỏa linh, sau đó lắc đầu. Cười nói, ta nhận ý tốt thôi. Trịnh Lâm sững sờ, sau đó cười nói, Nạp Lan cô nương đang lo Diệp công tử nghĩ nhiều sao. Hắn nhìn về phía Diệp Quân đang đứng bên cạnh, khẽ cười nói, ta nghĩ Diệp Quân công tử có lẽ cũng sẽ không hẹp hòi như thế mới phải. Đương nhiên, đừng trách ta nói thẳng, ta cũng không quá bận tâm tới suy nghĩ của Diệp công tử đâu. Nói xong, hắn lại đưa quả hỏa linh tới trước mặt Nạp Lan Ca, trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Bởi vì lần này hắn đưa tận 5 quả hỏa linh. Hắn tin chắc rằng người phụ nữ trước mắt này chẳng thể từ chối được sự mê hoặc này. Đối với phụ nữ, một chữ thôi, tiền. Nếu như không được, hai chữ, thêm tiền. Nam Thanh Việt liếc nhìn Diệp Quân, trên mặt lộ ra một nụ cười thú vị. Nạp Lan Ca nhíu chặt mày. Đây đã không chỉ là đang nhắm vào Diệp Quân mà còn là đang sỉ nhục Nạp Lan Ca. Nạp Lan Ca đang định nổi giận thì Diệp Quân đột nhiên kéo lấy cánh tay cô, cười nói, tiểu ca, nếu như người ta đã tặng muội thì cứ nhận lấy đi. Tránh cho người ta nói ta hẹp hòi. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, thấy Diệp Quân mỉm cười với cô hiểu ý, lập tức nhận lấy 5 quả hỏa linh kia. Diệp Quân cầm quả hỏa linh lên từ trong tay của Nạp Lan Ca, sau đó cắn một miếng trong ánh mắt của mọi người, ngay sau đó, hắn nhìn về phía Trịnh Lâm, cười nói, đúng là thơm thật. Sắc mặt của Trịnh Lâm đột nhiên khó coi như thể bố mẹ vừa chết. Diệp Quân chớp mắt, tức giận à? Ôi, đừng giận, bởi vì ngươi càng giận thì ta lại càng vui.
hắn vừa nói vừa cắn thêm miếng nữa. Mọi người, đối với Diệp Quân thì, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nếu người không kính ta, giết là xong chuyện. Nam Thanh Việt đứng bên cạnh, vừa nhìn Diệp Quân vừa không ngừng lắc đầu. Làm vậy sướng không? Đúng là sướng thật. Nhưng cô ta thấy đây chính là hành động ngu xuẩn nhất của Diệp Quân. Vì hắn làm vậy là đang chọc giận Trịnh Lâm, kết thù với hắn ta. Diệp Quân có thân phận thế nào? Còn Trịnh Lâm lại có thân phận thế nào? Cô ta thấy Diệp Quân đang tự đâm đầu vào chỗ chết. Bên khác, Tư Thanh liếc nhìn Diệp Quân một cái, trong mắt thoáng tia kinh ngạc, sau đó, ánh mắt cô ấy trở nên nghi ngờ. Trông người đàn ông này không giống kẻ ngu si. Nhưng hắn dám làm như vậy thì chắc hẳn phải có chỗ dựa. Hơn nữa, đối mặt với nhà họ Trịnh trong ba gia tộc lớn mà hắn vẫn tự tin đến vậy. Đúng là không đơn giản. Trịnh Lâm nhìn chằm chằm Diệp Quân mà không nói gì. Diệp Quân cười hỏi, Trịnh công tử, người sẽ không giận thật đấy chứ? Trịnh Lâm cười khẽ rồi đáp, Diệp Quân công tử, đồ có tốt đến mức nào thì cũng phải có mạng dùng mới được. Lúc này, Nạp Lan Ca đột nhiên lên tiếng, Trịnh công tử. Nói rồi cô thẳng tay vứt 5 quả hỏa linh tới trước mặt Trịnh Lâm, biến mẹ nhà ngươi đi. Diệp Quân nghe vậy thì ngớ người. Sao cô vợ này lớn lối ghê vậy? Sắc mặt Trịnh Lâm vô cùng khó coi, hắn ta nhìn Nạp Lan Ca chòng chọc nhưng cô không hề e sợ, nếu ngươi muốn đấu tay đôi thì bây giờ chúng ta có thể quyết chiến sinh tử luôn. Trịnh Lâm nhìn chằm chằm Nạp Lan Ca, tay phải từ từ siết chặt. Còn Diệp Quân đứng bên cạnh thì hơi nheo mắt, ánh mắt đã hằn lên sát khí. Bấy giờ, Nam Thanh Việt đứng bên cạnh đột nhiên cất lời, các ngươi ồn ào gì vậy? Chẳng phải chỉ là một chuyện nhỏ thôi sao? Không cần phải vậy. Trịnh Lâm thu hồi ánh mắt, buông lỏng tay phải rồi lạnh lùng nhìn Diệp Quân, cười gằn một tiếng, xong quay người bỏ đi. Hắn ta không hoàn toàn trở mặt. Vì đạo sư của Nạp Lan Ca là Phí Bán Thanh, là một trong ba đạo sư siêu cấp của Thư viện Quan Huyên, dù có là nhà họ Trịnh cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Diệp Quân nhìn Trịnh Lâm mà không nói gì, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, trong tiểu tháp vọng ra tiếng nói, tên nhóc này không giống cha hắn. Giọng nói bí ẩn kia hỏi, sao lại nói như vậy? Tiểu tháp trầm giọng trả lời, nếu là cha hắn thì tên kia đã chết rồi. Giọng nói bí ẩn lại hỏi, sau đó thì sao? Tiểu tháp trả lời, sau đó cha hắn gọi thêm người, sau đó nữa thì cả cái Nam Châu sẽ không còn nữa. Giọng nói bí ẩn. Tiểu tháp khẽ than, ta thật sự không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa. Hay! Nam Thanh Việt nhìn Nạp Lan Ca, cười nói, tiểu ca, đừng giận nữa. Nói rồi cô ta chỉ nhìn Diệp Quân mà không nói gì. Vẻ mặt Nạp Lan Ca bình tĩnh, cô nhìn Diệp Quân, chúng ta có đi tiếp không? Hắn cười khẽ cũng đã đến đây rồi, tiếp tục xem thế nào. Nạp Lan Ca hỏi, huynh chắc không? Diệp Quân gật đầu, khẽ mỉm cười đáp, không sao đâu. Không sao đâu. Nạp Lan Ca nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Quân, cười nhẹ trả lời, được. Sự tự tin của chàng trai này chính là thứ từ trước đến nay cô vô cùng tán thưởng. Đương nhiên, bây giờ còn thêm một điều nữa, đó chính là sự sắc bén của hắn. Ôn tồn lễ độ nhưng không thiếu đi sự sắc bén. Nhóm người cùng đi vào trong sơn động kia. Lúc này, Tư Thanh đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quân và Nạp Lan Ca, cô ấy bỗng lấy ra 2 quả hỏa linh đưa cho 2 người. 2 người Diệp Quân đều sửng sốt. Tư Thanh nhìn 2 người nói, để kết một thiện duyên ấy mà. Thiện duyên. Diệp Quân do dự một lúc rồi nói, Tư Thanh cô nương. Tư Thanh lần lượt nhét linh quả vào tay hắn và Nạp Lan Ca, sau đó quay người đi xa. 2 quả hỏa linh. Quý giá không? Rất quý giá. Nhưng cô ấy muốn cược một ván, để kết một mối thiện duyên. Nhớ đâu tên họ Diệp này là một ông lớn ngầm thì sao? Dù có lỗ thì cũng không mất bao nhiêu. Nạp Lan Ca và Diệp Quân nhìn nhau, hắn cười, nhận đi. Nói rồi hắn cất linh quả đi. Nếu đem linh quả này về cho tộc trưởng thì chắc chắn có thể giúp tộc trưởng tăng tu vi. Mỗi một lần tăng tu vi là một lần tăng tuổi thọ, mà tuổi thọ của tộc trưởng bây giờ đã sắp cạn kiệt rồi. Nếu không thể tăng tu vi thì sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng mất. Nạp Lan Ca cũng không nói thêm, cất linh quả đi. Mấy người đi vào sâu trong hang động, càng đi càng tối dần. Nam Thanh Việt dẫn đầu lấy một viên đá nguyệt quang ra, dưới sự chiếu sáng của nó, trong hang động sáng hẳn lên.
Diệp Quân nhìn quanh tứ phía rồi lại liếc nhìn Trịnh Lâm, trong lòng âm thầm đề phòng. Một lát sau, Nam Thanh Việt dẫn đầu bỗng ngồi xổm xuống, cô ta dùng tay phải khẽ khều, một tinh thạch to bằng ngón tay cái chợt xuất hiện trước mắt mọi người. Tử linh tinh. Thấy vậy, tất cả mọi người đều lộ vẻ phấn khích. Nam Thanh Việt khẽ phất ống tay áo phải, một làn kình phong phóng ra, mặt đất phía trước bị xốc hết lên, tiếp đó, một đống tử linh tinh xuất hiện trước mặt mọi người. Phải có đến mấy nghìn viên. Lúc này, nhóm ba người Nam Cung Việt phấn khởi hẳn lên. Vẻ mặt Diệp Quân thì lại rất bình tĩnh, vì trực giác mách cho hắn biết rằng có điều gì đó không ổn. Nơi này yên lặng đến đáng sợ. Nam Thanh Việt thu hết tất cả rồi bắt đầu chia phần. Rất nhanh sau đó, ba người bọn họ mỗi người đều được chia 1.200 viên. Nam Thanh Việt hào hứng nói, chắc chắn nơi này có linh mạch, hơn nữa rất có thể không chỉ một nhánh thôi đâu. Trịnh Lâm gật đầu đồng tình, đi. Nói rồi hắn ta nhanh chóng đi sâu hơn vào hang động. Nhóm người tiếp tục đi về phía trước. Trên đường, ba người Nam Thanh Việt tiếp tục phát hiện thêm rất nhiều tử linh tinh, hơn nữa, càng vào trong tử linh tinh càng nhiều. Mà lúc này, Diệp Quân lại dừng bước. Hắn cảm thấy không ổn. Có nguy hiểm. Diệp Quân định dẫn Nạp Lan Ca rút lui nhưng giọng của Tiểu Tháp lại bỗng vang lên, đi xem thử đi. Diệp Quân ngớ người, sau đó nói, Tháp gia, trong hang động này có nguy hiểm không? Tiểu Tháp nói, với ngươi thì không. Không có. Diệp Quân chớp mắt hiểu ra, không nguy hiểm với ta nhưng nguy hiểm với bọn họ. Ta hiểu vậy đúng không? Tiểu Tháp trả lời, đi xem thử đi. Diệp Quân do dự một lúc rồi gật đầu. Tuy trong lòng còn nghi ngờ nhưng hắn biết Tháp gia sẽ không hại hắn. Diệp Quân dẫn Nạp Lan Ca tiếp tục đi vào trong. Đúng lúc này, Nam Thanh Việt dẫn đầu lại đột nhiên dừng bước, cô ta ngồi xổm xuống, thò tay phải xuống bới đất, sau đó một viên tử tinh to bằng đầu nắm đấm con nít xuất hiện trên tay cô ta. Nhìn thấy viên tử tinh này, ánh mắt cô ta bỗng nhiên trở nên nóng rực. Trịnh Lâm đứng bên cạnh cô ta thì càng phấn khích không thôi, trời ạ! Tử linh tinh to thế này, dòng linh mạch ở đây chắc hẳn phải là linh mạch cực phẩm. Linh mạch cực phẩm. Dù là Tư Thanh vẫn luôn tỉnh táo kia thì vẫn cảm thấy sao động. Vì ba đại thế gia bây giờ, mỗi nhà chỉ sở hữu một dòng linh mạch cực phẩm thôi. Hơn nữa, chính nhờ dòng linh mạch cực phẩm này mà ba đại thế gia mới có thể bồi dưỡng ra nhiều cường giả và thiên tài hơn. Tu luyện cần tiền đấy. Không có tiền thì ngươi có tài năng đến thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu có được dòng linh mạch này, giờ phút này, cả ba người đều có suy nghĩ này. Không còn gì để nghi ngờ, gia tộc ai có được nhánh linh mạch này thì chắc chắn gia tộc đó sẽ vượt xa hai gia tộc còn lại trong vòng 10 năm tới. Nhánh linh mạch cực phẩm này đủ để phá vỡ thế cân bằng của các thế lực ở Nam Châu. Tất cả đều động lòng. Nam Thanh Việt bỗng cất giọng, ta biết suy nghĩ của hai người, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng lúc này chúng ta vẫn nên đoàn kết với nhau, đúng không? Trịnh Lâm khẽ gật đầu, đúng. Tư Thanh gật đầu, không nói gì. Nam Thanh Việt cười nói, đi thôi. Nói rồi, cô ta thu thập hết tử linh tinh trên đất, sau khi phân chia thì cả nhóm tiếp tục đi. Mà lúc này, Nam Thanh Việt và Trịnh Lâm đều hết sức phấn khích. Linh mạch cực phẩm đấy. Đúng là phát tài to rồi. Tư Thanh thì bình tĩnh hơn chút, nhưng có thể nhìn ra được, cô ấy cũng khá là vui mừng. Nhiều tử linh tinh thế này, lại còn là tử linh tinh cực phẩm, phát tài thật rồi. Nhóm người tiếp tục tiến về phía trước. Động này rất sâu, cứ như không có điểm tận cùng. Trên đường đi, ba người Nam Thanh Việt lại thu thập thêm được rất nhiều tử linh tinh, Trịnh Lâm cười không khép được mồm. Tầm nửa canh giờ sau, Nam Thanh Việt dẫn đầu đột nhiên dừng lại rồi ngồi xổm xuống. Cô ta bới đất ra, ngay sau đó, đồng tử cô ta bỗng co lại, giọng run rẩy, đây. Đây là... Cả nhóm nhìn theo thì thấy một hòn linh tinh to bằng lòng bàn tay nằm trên đất. Hòn linh tinh này không phải màu tím, mà là màu vàng. Lúc này, Trịnh Lâm cất giọng run run, đây là kim tinh. Đây là địa mạch, ở đây còn có địa mạch. Địa mạch, lời này vừa cất lên, cả sơn động bỗng chốc yên ắng hẳn. Cả cái Nam Châu không có một nhánh địa mạch nào cả. Cho dù là thư viện Quan Huyên lớn mạnh kia cũng không có địa mạch. Giờ phút này, Nam Thanh Việt và Trịnh Lâm đều đang run rẩy, hưng phấn đến run người. Sắc mặt Tư Thanh cũng vô cùng nghiêm trọng, còn mang theo nét mừng rỡ. Ngay lúc này,
Trịnh Lâm đột nhiên quay người nhìn Diệp Quân và Nạp Lan Ca ở phía không xa, hắn ta nhìn hai người chòng chọc, không hề che giấu sát khí trong ánh mắt. Nam Thanh Việt khẽ cau mày, ngươi. Trịnh Lâm gần giọng hỏi, nếu tin tức ở đây có địa mạch truyền ra ngoài thì sẽ ra sao? Nghe vậy, Nam Thanh Việt sững người. Nếu tin này truyền ra, trước tiên, chắc chắn Thư viện Quan Huyên sẽ bất chấp tất cả đến cướp. Không chỉ Thư viện Quan Huyên, những đại gia tộc, thế gia ở những thánh địa và những thế giới ngoài Nam Châu chắc chắn cũng sẽ phái những cường giả vô cùng khủng bố đến cướp. Nghĩ đến đây, Nam Thanh Việt nhìn về hướng hai người Diệp Quân, ánh mắt cũng hiện lên sát khí lạnh lẽo không thể che giấu. Tin này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Lúc này, Trịnh Lâm bỗng xòe bàn tay, một cây thương dài xuất hiện trong tay hắn ta. Tay phải Nam Thanh Việt cũng xòe ra, một thanh đoản đao xuất hiện trong tay cô ta. Bạn tốt, trong mắt cô ta chỉ có lợi ích, kết giao với Nạp Lan Ca cũng là vì lợi ích, mà bây giờ giết cô là vì lợi ích khi giết cô lớn hơn lợi ích của việc kết bạn với cô. Tư Thanh trầm giọng khuyên nhủ, Thanh Việt, Trịnh Lâm, không cần phải làm vậy, bọn họ. Nam Thanh Việt bất thình lình liếc Tư Thanh, nhìn ánh mắt lạnh như băng của cô ta, Tư Thanh chợt sững sờ. Diệp Quân nắm tay Nạp Lan Ca, sau đó kéo cô ra sau lưng mình, bình tĩnh nói, chút nữa muội chạy trước. Nạp Lan Ca sửng sốt nhìn Diệp Quân trước mặt. Trịnh Lâm nhìn chằm chằm Diệp Quân, hai người đều phải chết. Nói rồi hắn ta chuẩn bị ra tay. Ngay lúc này, Diệp Quân đột nhiên nhìn phía sau Trịnh Lâm, kinh hãi hét đằng kia. Trịnh Lâm bất giác quay đầu nhìn phía sau nhưng không thấy gì cả, sắc mặt hắn ta thay đổi trong tích tắc. Sau đó hắn ta quay phắt đầu, định ra tay nhưng đã muộn. Phụt! Một thanh kiếm đâm thẳng vào giữa ấn đường của hắn ta. Trịnh Lâm đầy vẻ khó tin, sững người tại chỗ, hắn không tin được nhìn Diệp Quân, kiếm tu. Ngươi là kiếm tu. Diệp Quân chỉ tay rút kiếm. Bù! Kiếm hành đạo bay về tay hắn. Trịnh Lâm đã chết. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Nam Thanh Việt kia, sắc mặt cô ta chợt trắng bệch, ngươi. Vậy mà lại là một kiếm tu. Diệp Quân không hề phí lời, kiếm hành đạo lại bay vút ra. Đồng tử Nam Thanh Việt rút lại, hai tay vung lên cản. Trên hai cánh tay hiện lên một cặp bao cổ tay màu bạc. Rắc! Đối đầu với kiếm hành đạo, đôi bao tay màu bạc đó hệt như một miếng đậu phụ, bị đánh nát trong chớp mắt, tiếp theo đó, kiếm hành đạo đâm thẳng vào yết hầu cô ta. Nam Thanh Việt trợn trắng hai mắt, cơ thể cứng ngắc đổ xuống. Diệp Quân xòe tay, kiếm hành đạo lại bay về tay hắn. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Tư Thanh phía xa. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tư Thanh tái nhợt. Cô ấy liên tiếp lùi về sau, trong mắt ngập tràn sợ hãi. Diệp Quân nhìn Tư Thanh, trầm mặc không lên tiếng. Hắn do dự. Lúc này, giọng Tiểu Tháp vang lên, nếu không giết cô gái này, một khi cô ta ra ngoài thì chắc chắn việc ngươi có truyền thừa kiếm đạo sẽ không giấu được nữa. Đến lúc đó, không chỉ ngươi mà gia tộc họ Diệp của ngươi cũng sẽ phải đối diện với nguy cơ diệt vong, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Diệp Quân siết chặt kiếm hành đạo trong tay, không trả lời. Tiểu Tháp lại nói, còn nhớ những lời nhị trưởng lão đã nói với ngươi không? Đàn ông không được mềm lòng. Diệp Quân đột nhiên lắc đầu, không được. Nói rồi, hắn đi tới chỗ Nam Thanh Việt và Trịnh Lâm, sau đó lấy đi nhẫn không gian của họ. Sau đó, hắn đi tới trước mặt Tư Thanh, chia một phần tử linh tinh của bọn Nam Thanh Việt cho cô ấy, Tư Thanh cô nương, ba người chúng ta chia đều tài sản của hai kẻ kia. Tư Thanh nhìn Diệp Quân, vẻ mặt vẫn rất đề phòng. Diệp Quân khẽ cười, cô phải thề bằng cả linh hồn rằng mình sẽ giữ bí mật chuyện ta là kiếm tu, được không? Nghe vậy, sau khi trầm mặc một lúc, Tư Thanh giơ tay phải lên thề, ta lấy linh hồn thề rằng, nếu ta tiết lộ chuyện huynh là kiếm tu, Tư Thanh ta sẽ chết không toàn thây. Diệp Quân gật nhẹ đầu, sau đó nhét một chiếc nhẫn không gian vào tay Tư Thanh. Cô ấy chỉ nhìn Diệp Quân, không nói gì. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên lên tiếng, ngươi có biết hậu quả là gì không? Diệp Quân khẽ lắc đầu, Tháp gia, làm người đúng là phải nhẫn tâm, nhưng cũng phải có lương tâm. Tiểu Tháp trầm giọng nói, ngươi không sợ cô ta tiết lộ thân phận kiếm tu của ngươi ra ngoài, từ đó rước đại họa sao? Diệp Quân gật đầu, rất sợ. Tiểu Tháp không hiểu, vậy ngươi không giết cô ta, có đối sách gì khác không? Diệp Quân suy nghĩ rồi trả lời, nếu có đại họa thì Tháp gia giúp ta cũng gánh vác, được không? Tiểu Tháp trầm giọng đáp, ngươi tự đi mà gánh, ta gánh không nổi.
Diệp Quân lắc đầu cười, hắn nhìn Tư Thanh vẫn còn hơi đề phòng đứng bên cạnh với ánh mắt phức tạp. Lương tâm, giết Tư Thanh đúng là không cần phải lo nghĩ về sau. Nhưng làm như vậy sẽ trái với lương tâm của hắn. Vì lúc nãy Tư Thanh không hề có ý thù địch với hắn và Nạp Lan Ca, hơn nữa người ta còn cho hắn và Nạp Lan Ca hai quả hỏa linh. Nếu bây giờ vì sợ thân phận kiếm tu bị bại lộ mà giết người ta thì mình thành ra cái gì? Hắn không làm được loại chuyện đê hèn này. Một con người nhất định phải có giới hạn làm người. Nếu mất đi cái giới hạn này, thì khác gì với súc vật. Tiểu Tháp cũng không nói gì thêm. Diệp Quân lại lấy ra một chiếc nhẫn không gian đi tới trước mặt Nạp Lan Ca, cô nhìn hắn không nói gì. Hắn đưa cô một chiếc nhẫn không gian. Nạp Lan Ca không nhận. Diệp Quân khẽ nói, muội muốn hỏi gì, ta sẽ trả lời hết. Nạp Lan Ca nhìn thẳng Diệp Quân, huynh là kiếm tu à? Diệp Quân gật đầu. Nạp Lan Ca trầm lặng một lúc rồi lại hỏi, gặp được kỳ duyên gì sao? Diệp Quân lại gật đầu. Nạp Lan Ca gật đầu, hóa ra là ta trèo cao. Diệp Quân lắc đầu, sao muội lại nói vậy? Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, hắn chân thành nói, lẽ nào giữa nam nữ không thể có sự yêu thích đơn thuần sao? Bất kể thân phận, gia thế hay tiền tài thế nào đi chăng nữa. Nạp Lan Ca khẽ nhếch môi, thế huynh thích gì ở ta? Diệp Quân thành thật trả lời, xinh đẹp. Nụ cười trên mặt Nạp Lan Ca dần tươi hơn. Diệp Quân khẽ cười, nhét nhẫn không gian vào tay Nạp Lan Ca, cái này là phần của muội. Nạp Lan Ca không từ chối, nhận lấy nhẫn không gian. Rồi như bỗng nhớ ra chuyện gì, cô nhìn hai thi thể ở đằng xa, tiếp theo phải làm thế nào? Diệp Quân im lặng. Hai thiên tài hàng đầu của hai đại thế gia chết ở đây, đây là một chuyện lớn. Lúc này, Tư Thanh đứng bên cạnh chợt lên tiếng, ta có thể nói bọn họ chết trong tay yêu thú trong này. Diệp Quân và Nạp Lan Ca nhìn Tư Thanh, cô ấy trầm giọng nói, nếu có ta làm chứng, ngoài mặt hai nhà kia sẽ không có bất kỳ lý do gì để làm khó hai người. Nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua, ta có nhà họ Tư làm chỗ dựa nên không phải lo nghĩ gì. Nạp Lan Ca cô nương thì có phí đạo sư chống lưng, cô ấy cũng sẽ không sao. Nói rồi cô ấy nhìn Diệp Quân, chắc chắn huynh sẽ gặp chuyện. Diệp Quân trầm lặng. Rắc rối thật. Tư Thanh lại nói, huynh có hai con đường để chọn. Thứ nhất, huynh là kiếm tu, chắc chắn sau lưng sẽ có thế lực hay cường giả nào đó, nếu bọn họ chịu ra tay trợ giúp thì chắc là huynh sẽ không sao. Diệp Quân vội thầm hỏi, Tháp gia, ngươi sợ hai đại thế gia của Nam Châu không? Tiểu Tháp trả lời, sợ, sợ muốn chết đi được. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, ta tưởng ngươi rất lợi hại cơ mà. Ngươi mà cũng biết sợ sao? Tiểu Tháp bình tĩnh trả lời, thì ta bị thương rồi mà. Diệp Quân khẽ than, sau đó nhìn Tư Thanh, nói con đường thứ hai đi. Tư Thanh nặng nề nói, gia nhập Thư viện Quan Huyên để được Thư viện che chở. Thư viện Quan Huyên. Diệp Quân rơi vào trầm lặng. Tư Thanh nói. Với huynh thì gia nhập Thư viện Quan Huyên là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng nhập học bình thường thì vẫn chưa được. Huynh phải tìm được một đạo sư có cấp bậc như phí đạo sư, chỉ có đạo sư ở cấp bậc đó mới không sợ nhà họ Nam và nhà họ Trịnh. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Tư Thanh nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt phức tạp. Cô ấy không thể nào ngờ được, người luôn khiêm tốn trước mặt mình lại là một kiếm tu, hơn nữa, còn là biết ngự kiếm thuật trong truyền thuyết. Đáng sợ thật. Đúng là nhìn không ra. Diệp Quân đột nhiên lên tiếng, chúng ta đi tiếp chứ. Hai cô gái nhìn Diệp Quân, hắn trầm giọng nói, nơi này không những có linh mạch mà còn có địa mạch, tiếp tục đi vào trong chắc là sẽ có thu hoạch nhiều hơn. Hai cô gái nhìn nhau một cái, họ đều sao động. Diệp Quân cười nói, đi thôi. Nói rồi ba người tiếp tục đi vào trong. Suốt dọc đường họ lại thu hoạch được thêm không ít tử linh tinh, hơn nữa tất cả đều là hàng cực phẩm. Ngoài ra, bọn họ còn thu được rất nhiều kim tinh. Rủng rỉnh đầy cả túi. Lúc này, Diệp Quân đột ngột dừng lại, hắn nhìn hai cô gái bên cạnh, hai người đi phía sau ta. Hai cô nhìn Diệp Quân, hắn nói, chỗ này quá yên tĩnh, ta cảm thấy có thể có nguy hiểm. Nói rồi hắn lấy kiếm hành đạo giơ ra phía trước. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, khẽ cười rồi đi theo hắn. Tư Thanh cũng nhìn Diệp Quân, không nói gì, vội theo sau. Đi được tầm 15 phút, Diệp Quân bỗng dừng chân, hắn đâm kiếm xuống đất sau đó mạnh mẽ rạch một đường. Bù! Mặt đất bị rạch ra, từ
Từ sâu trong kẽ nứt, Diệp Quân nhìn thấy một nhánh sông màu trắng, dài mấy chục trượng. Nhìn thấy cảnh này, cả ba người đều thấy chấn động. Linh mạch cực phẩm. Đừng coi thường nhánh sông trắng nhỏ này, đây là linh mạch cực phẩm đấy, đủ để khiến thế lực lớn như Thư viện Quan Huyên động lòng. Diệp Quân hỏi, chia thế nào đây? Hai cô gái nhìn nhau rồi lại nhìn Diệp Quân. Diệp Quân nói, cái này khó chia đấy. Lấy ra ngoài bán thì chắc chắn sẽ rước đại họa, đổi thành tiền thì ba người chúng ta đều không đủ tử linh tinh. Nói rồi hắn nhìn hai cô gái, hai người nghĩ cách xem. Tư Thanh suy nghĩ rồi nói, nắm giữ linh mạch này đối với hai người chính là đại họa. Vì nếu gia tộc của hai người có nhánh linh mạch này chắc chắn sẽ rước họa diệt tộc. Nếu hai người chịu nhường cho ta, ta bằng lòng đưa hết tử tinh và kim tinh của mình cho hai người, hơn nữa ta có thể chia sẻ miễn phí với hai người ba quyển công pháp cấp địa của nhà họ Tư ta. Công pháp cấp địa. Diệp Quân và Nạp Lan Ca nhìn nhau, cô khẽ cười, theo ý huynh. Thứ bây giờ cô đang luyện chính là công pháp cấp địa, vì cô là đệ tử thân truyền của Phí đạo sư. Diệp Quân thấy khá dao động. Giá trị của nhánh linh mạch này đương nhiên sẽ hơn hẳn ba quyển công pháp cấp địa, nhưng hắn lấy về cũng không thể đưa cho nhà họ Diệp dùng được. Đúng như lời Tư Thanh nói, nếu nhà họ Diệp xuất hiện nhánh linh mạch cực phẩm thế này thì ngay ngày hôm sau sẽ gặp thảm họa diệt môn. Mà ba quyển công pháp cấp địa lại có tác dụng rất lớn đối với nhà họ Diệp. Công pháp phân thành, cấp nhân, cấp linh, cấp vương, cấp địa, cấp thiên, cấp thánh, cấp thần. Ở Thư viện Quan Huyên, công pháp cấp địa cũng được liệt vào hàng chân quý rồi. Nếu nhà họ Diệp có công pháp bậc này, thực lực tổng thể của nhà họ Diệp sẽ được nâng cao rất nhiều. Thêm vào đó, lại có thêm tất cả tử linh tinh và kim tinh của Tư Thanh nữa. Diệp Quân nhìn Tư Thanh, Tư Thanh cô nương, linh mạch có thể đưa cho cô. Nhưng ta vẫn còn một yêu cầu nữa, đó là nếu vẫn còn linh mạch thì nó sẽ thuộc về bọn ta. Tư Thanh gật đầu, được. Nếu cô ấy có thể đem về một nhánh linh mạch cực phẩm thì nhà họ Tư sẽ vui đến phát điên. Diệp Quân trực tiếp cho nhánh linh mạch đó vào nhẫn không gian, sau đó đưa cho Tư Thanh. Tư Thanh nhận nhẫn không gian, sau đó lập tức lấy ra ba quyển sách cổ màu đen đưa cho Diệp Quân, đồng thời còn vội vàng lấy hết tất cả tử linh tinh và kim tinh cho hắn. Diệp Quân cũng nhận lấy mà không hề khách sáo, sau đó chia một nửa cho Nạp Lan Ca. Tiếp đó ba người nhìn nhau, nở nụ cười hài lòng. Họ tiếp tục đi về phía trước. Sau đó, những thứ họ thu thập được đều là kim tinh. Hơn nữa, càng lúc càng thu được nhiều. Đến cuối cùng, Diệp Quân phát hiện kim tinh ngày càng nhiều, thế là hắn chủ động lấy ra 1.000 kim tinh đưa cho Tư Thanh, cho cô. Tư Thanh nhìn Diệp Quân, vừa nãy đã nói rồi, tất cả mọi thứ tiếp theo ta đều không lấy nữa. Diệp Quân cười nói, ta không ngờ lại thu hoạch được nhiều đến vậy, cô nhận đi. Coi như để kết thiện duyên. Thiện duyên. Tư Thanh nhìn Diệp Quân một cái rồi nhận kim tinh. Nạp Lan Ca hết nhìn Tư Thanh rồi lại nhìn Diệp Quân nhưng không nói gì thêm. Ba người tiếp tục đi, được tầm 15 phút sau thì Diệp Quân dẫn đầu bỗng dừng lại. Hắn vạch một đường kiếm lên mặt đất, từ khe nứt có thể nhìn thấy một nhánh sông màu vàng dài hàng chục trượng ở dưới sâu mấy chục trượng. Địa mạch. Ba người đều sững sờ. Thật sự có địa mạch. Ngay lúc này, tiếng bước chân gần đó vọng đến. Sắc mặt ba người đều thay đổi. Diệp Quân lập tức kéo Nạp Lan Ca ra sau lưng, vẻ mặt vô cùng đề phòng. Một con yêu thú từ từ xuất hiện trong tầm mắt cả ba. Con yêu thú này trông giống chó, có hai cái sừng, toàn thân đầy vảy dày phát ra ánh sáng, đuôi nó giống một chiếc đao cổ, sắc bén khiến người nhìn không rét mà run. Nhìn thấy con yêu thú này, sắc mặt ba người đều chợt trở nên nặng nề. Yêu thú liếc nhìn ba người. Oanh! Bất chợt, ba người như bị sét đánh, thất khiếu đổ máu. Diệp Quân kinh hãi nói, ngươi là yêu thú cấp vương. Yêu thú khinh thường liếc nhìn Diệp Quân, khinh miệt nói, cấp vương. Thứ rác rưởi gì vậy? Ông đây là cấp đế. Cấp đế? Nghe vậy, đám Diệp Quân đều tái mặt. Cấp bậc của yêu thú không giống cấp bậc của nhân loại. Yêu thú phân từ cấp 1 đến cấp 9, trên cấp 9 là cấp linh, sau đó là cấp vương, cấp địa, cấp thiên, cuối cùng là cấp đế. Yêu thú mạnh nhất ở cả cái Nam Châu này là cấp vương. Nhưng thứ trước mặt hắn lại là cấp đế. Cấp đế. Đầu óc Diệp Quân đã hoàn toàn trống rỗng. Sắc mặt Tư Thanh cũng u ám như cho tàn. Toi rồi. Xong hẳn rồi.
Diệp Quân thầm run rẩy hỏi, tháp gia, không phải ngươi nói không có nguy hiểm sao? Tiểu tháp trả lời, ừ. Diệp Quân run rẩy trong lòng, cấp đế đấy. Là cấp đế đấy, ngươi thấy thế này không nguy hiểm sao? Hả? Tiểu tháp đáp, à, thì là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Diệp Quân. Bấy giờ Diệp Quân đã dại cả người. Tháp gia này không đáng tin cho lắm. Nạp Lan Ca và Tư Thanh đã tái mét cả mặt, bọn họ không ngờ sẽ gặp yêu thú cấp đế ở nơi này. Cấp đế đó. Nó ở cái tầm truyền thuyết cổ xưa rồi. Cho đến nay, yêu thú mạnh nhất ở cả cái Nam Châu được biết đến là cấp vương. Thế mà ở đây lại xuất hiện một con cấp đế. Chuyện này hệt như một con rồng xuất hiện ở một dòng sông nhỏ vậy, đúng là ảo thật. Lúc này, yêu thú kia lạnh lùng nhìn ba người, một đám kiến hôi mà cũng dám làm phiền giấc ngủ của bổn đế. Nói rồi nó há to miệng định nuốt chừng ba người. Ngay lúc này, Diệp Quân chợt kéo Nạp Lan Ca ra sau lưng, sau đó lấy kiếm hành đạo ra. Khoanh tay chịu chết. Không phải là phong cách của hắn. Dù không có phần thắng thì hắn cũng phải liều chết thử một phen. Ngay lúc Diệp Quân định xuất kiếm, yêu thú kia như gặp phải ma, nhảy cẫng lên, ối giời. Mẹ kiếp, khốn nạn, á, sao, sao ngươi lại có thanh kiếm này, ối giời. Sao, sao ngươi lại có thanh kiếm này. Nói rồi, trong ánh nhìn kinh ngạc của ba người, nó lập tức chạy tới chỗ Diệp Quân, run lẩy bẩy, đại ca ơi, mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi mà, ta không biết ngài là người của cô ấy, ta dập đầu trước ngài một cái nhé. Nói rồi nó quỳ một cái rầm, cơ thể không ngừng run rẩy. Ba người Diệp Quân ngẩn cả ra. Yêu thú cấp đế quỳ xuống rồi. Ba người đều không dám tin vào mắt mình. Diệp Quân nhìn thanh kiếm hành đạo trong tay mình, sau một hồi trầm mặc, hắn thầm nói, tháp gia, ngươi quen con yêu thú này không? Sau một hồi yên lặng, tiểu tháp nói, quen. Nghe vậy, Diệp Quân vội lấy tiểu tháp ra. Nhìn thấy tiểu tháp, con yêu thú kia chợt sững người, cái này. Diệp Quân nhìn yêu thú, khẽ hỏi, tiền bối quen tháp gia không? Ít hầu yêu thú chuyển động, sau đó nói tiểu. Tháp. Tiểu tháp bình thản hỏi, đế khuyển, sao ngươi nhát gan thế? Giọng của nó chỉ có đế khuyển nghe được. Vẻ mặt của đế khuyển chợt trở nên khó tin, thật sự là ngươi à? Tiểu tháp khẽ đáp, không ngờ là sẽ gặp lại nhau ở đây. Đế khuyển trầm giọng nói, tiểu tháp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nếu năm xưa ta không chạy nhanh thì ta đã chết rồi. Sau khi tiểu tháp trầm mặc một lát thì đáp, chuyện nói ra dài lắm. Đế khuyển do dự rồi nhìn Diệp Quân, hắn là hậu duệ của Diệp Thiếu. Tiểu tháp trả lời, ừ. Ánh mắt đế khuyển phức tạp, lại nhìn Diệp Quân lần nữa, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Tiểu tháp hỏi, ngươi vẫn luôn ẩn thân nơi này à? Đế khuyển trả lời, đúng vậy. Tiểu tháp lại hỏi, ngươi chuẩn bị rời đi sao? Đế khuyển gật nhẹ đầu, chuẩn bị tới vũ trụ quan huyên, vì ta cảm nhận được lời hiệu triệu của viện trưởng nhị nha. Nói rồi, nó do dự một lúc rồi hỏi, đi cùng không? Tiểu tháp trả lời, không được. Đế khuyển không hiểu, sao vậy? Tiểu tháp trầm giọng trả lời, thân phận của hắn đặc biệt, bây giờ không thể tới vũ trụ quan huyên được. Đế khuyển nhìn kiếm hành đạo trên tay Diệp Quân, sau đó nói, hắn là truyền nhân của cô ấy sao? Tiểu tháp nói, đúng vậy. Đế khuyển trầm mặc. Tiểu tháp bảo, ngươi đi đi. Đế khuyển do dự một lúc, sau đó nhìn Diệp Quân. Nó cười mỉm rồi xòe tay ra, một chiếc hộp nhỏ chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quân. Này nhóc, đây là nội đan của những yêu thú mà năm xưa ta giết được, cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Quân ngẩn người, sau đó vội nói, đa tạ tiền bối. Đế khuyển khẽ cười, chúng ta sau này sẽ gặp lại. Nói rồi nó đột nhiên nhún người nhảy lên, phá vỡ cả đỉnh sơn động, sau đó biến thành một tia sáng mở bay vút ra ngoài không gian, rồi biến mất trên bầu trời đầy sao. Điều này khiến cho cả Ninh Châu chấn động. Yêu thú cấp đế. Chớp mắt, vô số đại lão nhìn về phía Nam Sơn với vẻ kinh ngạc khôn nguôi. Trong sơn động, Diệp Quân vội thu nhánh địa mạch vào, sau đó nhìn Tư Thanh. Cô ấy trầm giọng nói, xuất hiện yêu thú cấp đế. Chắc chắn sẽ có vô số cường giả đua nhau đến đây, thậm chí cường giả ở Bắc Châu và Trung Châu cũng sẽ nhanh chóng đến đây, hai người phải cẩn thận. Nói xong, cô ấy chần chừ một lát rồi nói tiếp, ta đi trước để thu hút sự chú ý của họ, huynh với tiểu ca cô nương nhân cơ hội chuồn đi. Hai vị, sau này có duyên gặp lại,
Nói xong, cô ấy bay đi ngay, bay lên phía đỉnh sơn động. Còn Diệp Quân dẫn Nạp Lan Ca quay về theo hướng đi vào. Tốc độ của hai người cực kỳ nhanh, chớp mắt đã đến cửa động, mà lúc này, những cường giả ở cửa động đều đã bị Tư Thanh dẫn dụ qua đó rồi. Thế nên Diệp Quân vội dẫn Nạp Lan Ca chuồn đi. Trên đường trở về thành hoang cổ, khí tức của các cường giả không ngừng lướt qua đầu hai người, hướng đi của bọn họ chính là dãy núi Nam Sơn. Vẻ mặt Diệp Quân vô cùng nặng nề. Nơi này xuất hiện yêu thú cấp đế quả thật quá bất thường, chắc chắn sẽ có vô số cường giả đến thăm dò. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến được thành hoang cổ. Ở cổng thành, Diệp Quân lấy chiếc hộp đế khuyển cho mình ra. Trong hộp có 6 viên nội đan yêu thú, trong đó có 1 viên nội đan yêu thú cấp đế, 5 viên còn lại đều là nội đan yêu thú cấp thiên. Tuyệt thế chân bảo. Diệp Quân thấy vậy thì sắc mặt chợt thay đổi. Nội đan yêu thú cấp đế đấy. Cái này mà lộ ra bên ngoài chắc chắn sẽ khiến người ta phát điên đấy. Nội đan này đối với yêu thú thì đúng là thần vật, vì nuốt nội đan của yêu thú cùng bậc có thể đạt được tiến bộ cực lớn. Ngoài ra, loại nội đan này cũng ẩn chứa nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, cũng có tác dụng cực lớn đối với loài người. Có thể nói, giá trị của mấy viên nội đan này không hề thua kém nhánh địa mạch kia. Nạp Lan Ca nhìn mấy viên nội đan trước mặt, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ kinh ngạc. Sâu thật! Lúc này, Diệp Quân lấy ra 3 viên nội đan yêu thú cấp thiên đặt vào tay Nạp Lan Ca cho muội này. Nạp Lan Ca sửng sốt. Diệp Quân trầm giọng nói, ta phải về gia tộc họ Diệp trước. Tiểu ca, chúng ta sau này gặp lại. Nói xong, hắn quay người định đi. Nhưng lại bị Nạp Lan Ca kéo lại. Diệp Quân quay người nhìn cô nhìn hắn, đây là nội đan yêu thú cấp thiên đấy. Huynh cho ta thật sao? Diệp Quân hơi khựng người, rồi hỏi, sao vậy? Nạp Lan Ca chỉ nhìn Diệp Quân, không nói gì. Hắn khẽ cười, hắn hiểu ý của đối phương. Hắn lấy ra một viên đan dược, chính là viên hỗn nguyên đan lúc đầu Nạp Lan Ca cho hắn. Diệp Quân nhìn Nạp Lan Ca, đừng nói là 3 viên nội đan yêu thú cấp thiên, cho dù là 300 hay 3000 viên thì trong lòng ta cũng không quý bằng viên hỗn nguyên đan này. Nói rồi hắn quay người rời đi. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân rời đi mỗi lúc một xa, rất lâu sau, cô nở nụ cười cảm động, nụ cười này quả thật khiến cho đất trời như mất đi hết sắc màu. Sau khi về đến gia tộc họ Diệp, Diệp Quân đi thẳng đến tìm Diệp Tiêu. Trong điện chỉ có 2 người. Gặp được Diệp Quân, Diệp Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc nhận được tin dãy núi Nam Sơn xuất hiện yêu thú cấp đế, cả người ông như tê dại đi. Yêu thú cấp đế đấy. Đây chẳng phải là chuyện cười quốc tế sao? Nơi nhỏ thế này lại xuất hiện ông Phật lớn cỡ đó. Kinh ngạc qua đi chính là nỗi lo, vì Diệp Quân đang ở dãy núi Nam Sơn. Bây giờ thấy Diệp Quân quay về, tảng đá treo trong lòng ông cuối cùng cũng đã được đặt xuống rồi. Diệp Quân đưa 2 quyển công pháp cấp địa cho Diệp Tiêu, tộc trưởng, 2 quyển công pháp cấp địa này cho ngài, ngài chọn một quyển hợp với mình để tu luyện, sau khi ngài tu luyện đến đại thành thì hãy truyền lại cho người trong tộc. Nhìn thấy 2 quyển công pháp cấp địa, Diệp Tiêu hoàn toàn sững sờ. Lúc này, Diệp Quân lại lấy ra một chiếc nhẫn không gian đặt trước mặt Diệp Tiêu, trong nhẫn không gian có 1000 kim tinh và 5000 tử linh tinh cực phẩm, ngài tự chia ạ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Tiêu chợt run giọng gọi, Tiểu Quân. Diệp Quân dừng bước, tộc trưởng, đừng để người ngoài biết về công pháp và kim tinh, nếu không sẽ rước lấy đại họa cho gia tộc họ Diệp ta. Nói rồi hắn đi ra ngoài. Trong điện, Diệp Tiêu nhìn 2 quyển công pháp cấp địa với chiếc nhẫn không gian trước mặt mình, mãi lâu sau ông mới lắc đầu cười, nhóc con này thật là. Sau khi rời khỏi đại điện, Diệp Quân đi thẳng tới viện của Diệp Khải, vừa vào viện đã gặp Diệp Khải. Nhìn thấy Diệp Quân, Diệp Khải hơi ngẩng ra, sau đó khẽ cúi đầu hành lễ, Diệp Quân ca. Diệp Quân xòe bàn tay ra, quyển công pháp cấp địa còn lại bay tới trước mặt Diệp Khải cho đệ. Diệp Khải ngây người, y mở ra xem thử, thoáng chốc, sắc mặt y đã thay đổi, Diệp Quân ca, đây là. Diệp Quân nói, chăm chỉ tu luyện, gia tộc họ Diệp cần ta, cũng cần đệ. Nói rồi hắn quay người đi. Trong viện, Diệp Khải nhìn quyển công pháp cấp địa trong tay, mãi sau mới lắc đầu cười, sư phụ. Lúc này, một giọng nói bỗng vọng từ trong cơ thể y ra, người này tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường, tương lai chắc chắn sẽ tung hoành thiên địa. Diệp Khải cười khổ.
Giọng nói kia tiếp tục, ta biết con cũng muốn dẫn dắt gia tộc họ Diệp đi lên đỉnh cao, mà hắn cũng vậy, nếu đã thế thì sao con không bắt tay với hắn? Diệp Khải rơi vào im lặng. Giọng nói đó tiếp tục thuyết phục, ta biết con không chịu thua kẻ khác, nhưng nếu đã không bằng người ta thì phải dứt khoát nhận thua, tuyệt đối không được nảy ý đố kỵ, tránh đi nhầm đường. Con hiểu chưa? Diệp Khải nghiêm mặt đáp, hiểu rồi ạ. Diệp Quân ra núi phía sau Diệp Phủ, hắn ngồi xếp bằng rồi lấy tiểu tháp ra. Diệp Quân nhìn tiểu tháp, tháp ra, người không có gì muốn nói với ta à? Tiểu tháp im lặng. Diệp Quân hơi nhíu mày. Tiểu tháp trầm giọng nói, người sắp gặp nguy rồi. Diệp Quân ngẩn người ra. Tiểu tháp tiếp tục nói, người tưởng yêu thú cho người lợi ích, đồng thời thể hiện thái độ hòa hảo với người thì người an toàn rồi sao? Diệp Quân do dự một lát rồi hỏi, sao lại nói vậy? Tiểu tháp hạ giọng than, nhóc con, bây giờ ngươi đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm. Tuy yêu thú kia tỏ thái độ tốt với ngươi, nhưng cũng có nghĩa là hành tung của ngươi có khả năng sẽ bị bại lộ. Nếu hành tung bị bại lộ, ngươi biết hậu quả sẽ là gì không? Diệp Quân trầm giọng hỏi, mẫu thân của ta đâu? Tiểu tháp trầm mặc. Diệp Quân híp đôi mắt, bị giết hại rồi à? Tiểu tháp đáp, cũng không phải vậy, có lẽ mẫu thân của ngươi đang bị cầm tù. Bị cầm tù. Diệp Quân nhíu chặt mày. Tiểu tháp tiếp tục lấp liếm, tóm lại, ngươi phải nỗ lực tu luyện, nếu không một khi để bọn họ phát hiện ra ngươi thì ngươi sẽ xong đời. Thế nên ngươi buộc phải trở nên cường mạnh trước khi bọn họ phát hiện ra ngươi, phải mạnh hơn cả con yêu thú kia, chỉ có như vậy thì tương lai ngươi mới có khả năng đối kháng với bọn họ. Diệp Quân hơi nhíu mày, cha ta thì sao? Lẽ nào ông ấy không lo? Tiểu tháp đáp, cha ngươi là kẻ đến ở rể, ăn bám phụ nữ. Diệp Quân, tiểu tháp khẽ than, tình cảnh của ngươi bây giờ rất tệ, không chỉ mình ngươi, gia tộc họ Diệp cũng đang nguy cấp. Nếu bọn họ phát hiện ra thì cả ngươi và gia tộc họ Diệp đều sẽ xong đời, thực lực của bọn họ là thứ ngươi chẳng đời nào tưởng tượng ra được. Ngươi thấy con yêu thú kia rất mạnh rồi phải không? Nhưng ta nói cho ngươi biết, trước mặt bọn họ thì nó chỉ là con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến. Diệp Quân chậm rãi khép mắt lại, phải thừa nhận rằng hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Yêu thú cấp đế kia chỉ cần dùng một ánh mắt là đã suýt giết chết bọn họ, thế mà trong mắt đám người kia, nó chỉ yếu ớt như con sâu cái kiến. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Diệp Quân hít sâu vào một hơi, rồi nói, tháp ra, bây giờ ta có thể vào tháp tu luyện không? Tiểu tháp trả lời, ta vẫn chưa thể mở thế giới này cho ngươi được. Diệp Quân nói, ta có tử tinh với kim tinh. Tiểu tháp, không được. Dù là tử tinh với kim tinh thì cũng không có tác dụng trợ giúp gì quá lớn đối với ta, còn không bằng để lại cho ngươi dùng. Diệp Quân hơi ngây ra, tử tinh với kim tinh mà cũng không có tác dụng với ngươi sao? Tiểu tháp trả lời, đúng vậy, thương thế của ta rất nghiêm trọng, hơn nữa còn mất đi một vài công năng. Diệp Quân hỏi, bị bọn họ đánh ra nông nỗi này sao? Tiểu tháp trả lời, đúng vậy. Diệp Quân trầm giọng, ngươi thảm thật. Tiểu tháp. Một lát sau, Diệp Quân ngồi xếp bằng trên đất, tiến vào cảnh giới vạn pháp. Lúc trước gặp Trịnh Lâm với Nam Thanh Việt kia khiến hắn hiểu được một đạo lý, chính là thế giới này vô cùng tùy hứng. Thế lực càng lớn mạnh thì càng tùy hứng. Trong mắt bọn họ, những kẻ yếu ớt hơn mình, họ đều có thể tùy ý chém giết. Đạo lý. Đứng trước thực lực tuyệt đối, hai chữ đạo lý sao mà mong manh đến vậy? Còn gia tộc kia của mình thì càng thần bí. Đương nhiên, hắn vẫn chưa hiểu lắm về cha mình, một người đàn ông sao có thể ăn bám phụ nữ được chứ? Người nào đó? Trong tiểu tháp, giọng nói bí ẩn kia đột nhiên vang lên, người chơi kiểu này không sợ xảy ra chuyện à? Tiểu tháp bình tĩnh trả lời, không thì thế nào? Nói toàn bộ sự thật với hắn sao? Ngươi không sợ hắn trở thành kẻ như cha hắn sao? Đi đến đâu thì thế giới đó bị hủy diệt, sau đó chuyển đến thế giới tiếp theo? Hay, thời đại thay đổi rồi. Kiểu đó không hợp thời nữa rồi. Giọng nói bí ẩn kia trầm lặng. Tiểu tháp lại nói, nhóc con này thật sự rất khá, đừng để phí nhân tài. Giọng nói bí ẩn kia lại khẽ thở dài. Lúc này, Diệp Quân đang tu luyện bỗng dưng ngẩng đầu. Tầng mây ở phía chân trời bị xé ra, sau đó một người phụ nữ đột nhiên bay tới, chớp mắt người đó đã xuất hiện trước mặt hắn. Người phụ nữ trông có vẻ mới ngoài 20, mặc một chiếc váy trắng như mây. Tóc dài buông xõa, ngũ quan tinh tế đến mức hoàn hảo, tay phải cầm một chiếc quạt giấy, bên eo có đeo một chiếc hồ lô rượu,
trông vừa tuyệt mỹ vừa có nét phóng khoáng. Diệp Quân ngây cả người. Đẹp quá! Đây là cảm giác đầu tiên của hắn. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn thầm cảnh giác trong lòng. Thực lực của người phụ nữ này sâu không lường được. Là cường giả mạnh nhất hắn từng được gặp, trừ yêu thú cấp đế kia ra. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, ngươi là Diệp Quân. Diệp Quân gật đầu hỏi, tiền bối là. Người phụ nữ cười đáp, ta là Phí Bán Thanh, là đạo sư của tiểu ca. Diệp Quân chớp mắt hỏi, có chuyện gì không ạ? Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân chằm chằm, ta không lãng phí thời gian nữa. Lần này ta đến tìm ngươi là vì một việc, đó là muốn ngươi hủy bỏ hôn ước giữa ngươi với tiểu ca. Tiểu ca sắp đạt tới cảnh giới chân pháp rồi, với thể chất đặc biệt của nó thì chẳng bao lâu nữa sẽ đạt đến cảnh giới thần anh thôi. Nói rồi, bà ấy lấy hồ lô rượu ra uống một hơi, rượu từ từ tràn theo khóe miệng ra ngoài, cảnh tượng thật sự không dành cho trẻ em. Diệp Quân không nói gì. Sau khi uống rượu xong, Phí Bán Thanh tiếp tục nói, có thể nói, chỉ cần nó đạt đến cảnh giới thần anh, thế thì nó sẽ là chủ tịch học viên trong lứa này của bọn ta. Đồng thời sẽ đại diện cho chúng ta tới hệ Ngân Hà tham gia cuộc tỷ võ 10 năm một lần. Mà ở đó, nó sẽ có cơ hội quen biết nhiều người ưu tú hơn, cũng sẽ có nhiều tài nguyên hơn. Chỉ một câu thôi, nó sẽ ngày càng ưu tú hơn. Diệp Quân chỉ nhìn Phí Bán Thanh, vẫn không nói gì. Phí Bán Thanh lại hấp một ngụm rượu, sau đó nói, con người ta rất thực tế, người thực tế nói lời thật lòng. Nhóc con, ngươi và tiểu ca không phải là người cùng một thế giới, nếu ngươi vẫn cứng đầu cứng cổ muốn ở bên cạnh nó, ngươi sẽ phát hiện tương lai của hai ngươi sẽ cực kỳ đau khổ. Nói rồi, bà ấy nhìn Diệp Quân, lại nói, bây giờ nó còn trẻ, suy nghĩ non nớt, nhưng sau này, lúc cách biệt giữa ngươi và nó ngày càng xa, ngươi sẽ thấy hai người không cùng đẳng cấp mà ở bên nhau. Sẽ là chuyện đau khổ và tuyệt vọng đến nhường nào. Hơn nữa, nếu hai người đến với nhau, người sẽ không có đường sống đâu. Vì nó không chỉ sở hữu tài năng xuất chúng mà lại còn xinh đẹp như thế, người biết có bao nhiêu người ở thư viện quan huyên theo đuổi nó không? Bọn nó không chỉ có thực lực đáng nể mà còn có gia cảnh hùng mạnh. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên xòe tay ra. Bù! Một thanh kiếm chợt bay từ cơ thể hắn ra, sau đó vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắn. Sau đó, một luồng kiếm thế mạnh mẽ bao trùm lấy Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Diệp Quân, tay phải bà ấy siết chặt hồ lô rượu, chút rượu còn chưa kịp nuốt chậm rãi chảy ra từ khóe miệng, cảnh tượng thật đẹp. Hồi lâu sau, Phí Bán Thanh thả hồ lô rượu ra, cười nói, Diệp công tử, xem như vừa nãy ta chưa nói gì, hãy để ta nói lại. Nói rồi, bà ấy đột nhiên bước tới gần Diệp Quân, tay phải nắm lấy tay hắn. Ánh mắt nóng rực, làm đệ tử của ta, ta sẽ làm chủ hôn cho ngươi với tiểu ca, ai dám ngăn cản, chính tay ta sẽ bóp nát bi của kẻ đó. Diệp Quân. Lúc này Diệp Quân và Phí Bán Thanh đứng rất gần nhau, hắn đã có thể ngửi thấy rõ mùi thơm của đối phương. Diệp Quân vội lùi ra sau hai bước. Thấy vậy, trong mắt Phí Bán Thanh ánh lên tia kinh ngạc, sau đó thì kinh ngạc trở thành tán thưởng. Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối. Ta có thể trở thành đệ tử của người, nhưng ta có một yêu cầu nho nhỏ, được không ạ? Phí Bán Thanh lập tức cười nói, người mình cả, đừng khách sáo vậy, cứ nói đi. Diệp Quân nhìn Phí Bán Thanh, tốc độ trở mặt của người này nhanh đến khó tin. Hắn để lộ mình là một kiếm tu vì hai mục đích, một là đến thư viện quan huyên. Tu hành giống như leo thang vậy, càng leo lên cao càng khó, thế nên hắn cần một bệ phóng lớn hơn, cũng chính là thư viện quan huyên. Đây là thế lực siêu cấp lớn nhất Nam Châu. Ở đó, hắn có thể học được nhiều hơn, cũng có thể khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn. Dù sao thì bây giờ thế giới của Tháp Gia vẫn chưa mở được, hắn không thể nào thường xuyên vào tu luyện. Hơn nữa, Tháp Gia đã bị thương, cần linh tinh tốt hơn, nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ thư viện quan huyên mới có. Nói cho cùng, ngoài một thanh kiếm hành đạo thì bây giờ hắn chẳng có gì cả, quả thật rất nghèo. Còn một nguyên nhân nữa là gia tộc họ Diệp. Hắn biết chuyện ở dãy núi Nam Sơn là một tai họa ngầm. Mấy người bọn họ cùng đi vào, cuối cùng chỉ có ba người sống ra ngoài, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết chuyện này bất thường. Thế nên, hắn nghĩ nhà họ Nam và nhà họ Trịnh chắc sẽ không bỏ qua. Tư Thanh có nhà họ Tư chống lưng, an toàn. Nạp Lan Ca có Phí Bán Thanh làm chỗ dựa, an toàn. Còn mình, Tháp Gia. Tháp Gia không đáng tin, không an toàn. Tiểu Tháp.
thế nên hắn phải tìm một chỗ dựa mới, tránh liên lụy gia tộc họ Diệp. Phí Bán Thanh rất thích hợp. Đương nhiên, bây giờ hắn không có lựa chọn nào tốt hơn nên chỉ có thể cược một ván. Lúc này, Phí Bán Thanh chợt cười, nói đi chứ. Đừng khách sáo. Diệp Quân trầm giọng đáp, lúc trước ta từng tới dãy núi Nam Sơn, đã xảy ra tranh chấp với Nam Thanh Việt của nhà họ Nam và Trịnh Lâm của nhà họ Trịnh. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm hắn, hai đứa nó chết rồi. Sau một hồi im lặng, Diệp Quân nói, là ta giết. Thẳng thắn. Người phụ nữ trước mặt chắc chắn là một người thông minh, đứng trước người thông minh thì không cần phải đấu trí, trừ phi ngươi là kẻ mạnh hơn. Vì ngươi không nói thật thì người ta cũng sẽ đoán được. Quả nhiên, nghe lời Diệp Quân nói xong, khóe miệng Phí Bán Thanh khẽ cong lên, ngươi cũng thành thật phết. Diệp Quân nhìn Phí Bán Thanh, không nói gì. Phí Bán Thanh nhìn hắn, cũng không nói gì. Diệp Quân đột nhiên xòe bàn tay, chỉ tay về một phía, kiếm bay vút lên trời, rạch nát tầng mây. Kiếm thế. Diệp Quân nhìn Phí Bán Thanh, tuy ta đang ở cảnh giới chân pháp nhưng muốn giết một vị cảnh giới thần anh cũng không khó khăn gì. Cho dù là cường giả cảnh giới thông u trên cảnh giới thần anh, cũng không phải là không có cơ hội giết. Nói rồi, hắn chần chừ một lúc, lại nói tiếp, giết Nam Thanh Việt và Trịnh Lâm, ta chỉ dùng một kiếm. Hắn biết, muốn đối phương giúp hắn thì hắn phải thể hiện được giá trị của mình. Nếu không, sao người ta phải giúp mình? Thêm vào đó, người phụ nữ này lại còn là một người vô cùng thực tế. Phí Bán Thanh khẽ nhếch môi, điều ngươi thật sự lo lắng là bọn họ sẽ đến gây rắc rối cho ngươi, liên lụy đến gia tộc họ Diệp, đúng không? Diệp Quân gật đầu. Phí Bán Thanh bình tĩnh đảm bảo, ta sẽ bảo vệ gia tộc họ Diệp. Diệp Quân thầm thở phào, đa tạ. Phí Bán Thanh nhìn hắn hỏi, ta không cần biết sao ngươi lại trở thành kiếm tu, nhưng nếu đã nhận ta làm sư phụ thì không được hài lòng, được không? Diệp Quân gật đầu, đương nhiên rồi. Nói rồi, hắn do dự một lát, mới nói tiếp, nhà họ Nam với nhà họ Trịnh. Phí Bán Thanh cười nói, trước đây ngươi không có chỗ dựa vững vàng, chắc chắn bọn chúng sẽ gây khó dễ cho ngươi, nhưng bây giờ thì ngươi có rồi. Nói rồi, bà ấy tự chỉ tay vào chính mình, đó chính là ta. Có ta che chở, nếu chúng dám ra tay với ngươi, ta sẽ đào mộ tổ tiên chúng nó. Nét mặt Diệp Quân cứng đờ. Phí Bán Thanh thản nhiên nói, ta đi dãy núi Nam Sơn xem xét thử, ngươi chuẩn bị đi, 3 ngày sau ta sẽ đưa ngươi với tiểu ca đến thư viện Quan Huyên. Nói xong bà ấy quay người, biến mất nơi cuối chân trời. Diệp Quân nhìn đường chân trời với vẻ mặt nặng nề. Phí Bán Thanh này mạnh thật. Sâu không lường được. Một lát sau, Diệp Quân ngồi xếp bằng xuống, sau đó lấy ra 2 chiếc nhẫn không gian, nhìn chúng nó, khóe miệng hắn khẽ cong lên. Từ sơn động kia, hắn không chỉ thu hoạch được một nhánh địa mạch mà còn thu được 1.200.000 kim tinh, sau khi đưa cho tộc trưởng 5.000, hắn còn lại 7.000. Ngoài ra, hắn còn có 3.200.000 tử tinh. Đây thật sự là một khoản cách xù. Điều quan trọng nhất là hắn còn 1 viên nội đan của yêu thú cấp đế và 2 viên nội đan của yêu thú cấp thiên. Phải nói là phất sau một đêm. Cảnh giới vạn pháp. Diệp Quân ngồi xếp bằng sau đó bắt đầu đốt tử tinh trước mặt. Tử tinh cháy khiến vô số linh khí tinh thuần bắt đầu chảy vào cơ thể hắn. Tu luyện. Vì Diệp Phủ không có linh mạch nên hắn muốn tu luyện thì phải dựa vào linh tinh. Có tử tinh, hắn muốn đạt được cảnh giới vạn pháp không hề khó. Thời gian chậm rãi trôi đi, sau khi tiêu hao hết hơn 2.000 tử tinh, khí tức của hắn bỗng có sự thay đổi về chất. Trong cơ thể Diệp Quân chợt bộc phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Tiếp theo sau, hắn xòe bàn tay ra. Một luồng kình khí bỗng phóng ra, sau đó hóa thành một thanh khí kiếm xuất hiện trong tay hắn. Cảnh giới vạn pháp, lấy khí hóa thành hình. Thấy cảnh này, Diệp Quân mỉm cười. Cuối cùng đã đạt đến cảnh giới vạn pháp rồi. Sau khi đột phá cảnh giới vạn pháp, thực lực của hắn sẽ có sự biến đổi về chất, vì có thể lấy khí hóa thành hình, chưa kể những thứ khác, bây giờ hắn đã có thể biến khí thành kiếm, giết kẻ địch khi đứng cách xa trăm trượng. Đây là điều mà cường giả cảnh giới chân pháp không thể nào làm được. Không những thế, sau khi đạt được cảnh giới vạn pháp, thuật ngự kiếm của hắn cũng sẽ tiến bộ rất nhiều. Điều đáng tiếc duy nhất chính là bây giờ hắn không có cách nào để tu luyện tầng thứ 2, vì tầng thứ 2 vẫn chưa được phá giải phong ấn, theo lời của tháp gia thì thời cơ vẫn chưa đến. Bất lực. Diệp Quân đang định rời đi thì ngay lúc này,
tầng mây phía chân trời đột nhiên bị vạch ra, tiếp sau đó là một ông lão bay đến. Nhìn thấy cảnh này, lòng Diệp Quân thầm kinh hãi, vội vàng hóa tan thanh khí kiếm kia đi. Chẳng mấy chốc sau, ông lão đã xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Ông lão mặc một bộ trường bào đen, tay cầm một cây quải trượng đen nhánh, trước ngực còn thêu một chữ nhỏ thiếp vàng, Nam. Nhà họ Nam. Mà khí tức từ người ông lão này vô cùng mạnh mẽ, ít nhất cũng phải ở cảnh giới thông u. Đến rồi. Sắc mặt Diệp Quân u ám, hắn không ngờ nhà họ Nam lại tìm tới cửa nhanh như thế. Ông lão nhìn Diệp Quân chằm chằm, người chính là Diệp Quân. Diệp Quân gật nhẹ đầu, tiền bối là. Ông lão mặt không chút biểu cảm nào đáp, nhà họ Nam. Nhà họ Nam. Diệp Quân nhìn ông lão rồi hỏi, tiền bối có gì chỉ dạy sao ạ? Ông lão nhìn Diệp Quân, ánh mắt sắc bén như đao, hôm đó năm người các ngươi xuống sơn động, vì sao Thanh Việt với Trịnh Lâm chết thảm, mà ba người các ngươi lại còn sống? Diệp Quân lập tức trả lời, hôm đó sau khi xuống sơn động, hai người họ kết bạn đồng hành, còn ta và Nạp Lan cô nương. Láo xược. Ông lão đột nhiên tức giận quát, Từ Thanh kia đã nói ra tất cả sự tình, người vẫn còn định lừa dối lão phu. Diệp Quân nhìn ông lão một cái, ta tin ông mới lạ đấy. Nếu Từ Thanh đã nói sự thật ra thì ông sẽ không tới hỏi ta với ý thủ địch thế này rồi. Rõ ràng lão già này muốn hỏi riêng mình, sau đó lừa mình để mình đứng ra làm chứng vạch tội Nạp Lan Ca và Từ Thanh. Hắn đoán như vậy là vì nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm như thế. Diệp Quân bình tĩnh đáp, tiền bối, câu nào của vãn bối cũng là thật, không hề gian dối. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Quân, lão phu biết ngươi sợ nhà họ Tư và nhà họ Nạp Lan, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra sự thật, lão phu sẽ bảo vệ ngươi và gia tộc họ Diệp bình an vô sự. Diệp Quân nói chắc như đinh đóng cột, vãn bối nói câu nào cũng là thật. Ông lão hơi nheo mắt, tay phải dần dần siết chặt, một luồng khí tức mạnh mẽ phóng ra khóa chặt người Diệp Quân. Diệp Quân im lặng. Phí Bán Thanh, người ở đâu rồi? Tới giúp ta một tay đi chứ. Ông lão đột nhiên quay người nhìn gia tộc họ Diệp bên dưới, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không cả gia tộc họ Diệp sẽ biến mất khỏi thế giới này. Diệp Quân vẫn không lên tiếng. Hắn biết chắc chắn ba người bọn họ sẽ bị nghi ngờ sau cái chết của Nam Thanh Việt và Trịnh Lâm. Ông có thể nghi ngờ, nhưng ta không thể thừa nhận. Thấy Diệp Quân không nói gì. Ông lão híp đôi mắt lại, ngươi thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói rồi ông ta đột nhiên xông về phía trước, sau đó tung một đấm vào ngực Diệp Quân. Tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng Diệp Quân còn nhanh hơn ông ta. Phụt! Chỉ thấy kiếm quang lóe sáng, sau đó một thanh kiếm đâm thẳng vào lồng ngực ông ta. Ông lão đứng sững tại chỗ, vẻ mặt ngập tràn khó tin nhìn Diệp Quân, ngươi! Kiếm tu! Sắc mặt Diệp Quân bình thản. Ông có thể nghi ngờ ta nhưng ông không được ra tay đánh ta. Ông đánh ta thì ta sẽ chém chết ông. Ông lão còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này, Diệp Quân bỗng quét một đường kiếm. Bù! Đường kiếm cắt ngang yết hầu của ông ta, sau đó đầu ông ta lập tức lăn xuống đất. Máu tươi phun trào. Diệp Quân đi tới trước mặt ông lão, sau đó nhìn thấy trong tay phải của ông ta đang nắm một tấm truyền âm phù. Diệp Quân thầm thở phào. May mà không phí lời với lão này, nếu không truyền âm phù này mà được truyền đi thì phiền to. Đây là tầm quan trọng của nhát kiếm bồi thứ hai. Diệp Quân lấy luôn nhẫn không gian trên tay ông lão, trong đó chỉ có hơn 200 tử linh tinh. Hắn lắc đầu. Lão này nghèo thật. Sau khi cất tử linh tinh đi, hắn hủy luôn nhẫn không gian, sau đó tìm một chỗ khuất chôn thi thể của ông lão đi. Làm xong mọi chuyện, Diệp Quân quay người xuống núi. Tại gia tộc họ Diệp, đột nhiên xung quanh gia tộc họ Diệp lại xuất hiện mấy chục luồng khí tức cường mạnh. Cả gia tộc họ Diệp tràn ngập kinh hãi. Lúc này, cửa Diệp phủ đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước vào. Sau lưng ông ta còn có hơn 20 cường giả, yếu nhất cũng ở cảnh giới chân pháp. Đám người Diệp Tiêu vội vã đi ra. Lúc này, người đàn ông trung niên nhìn lướt bốn phía, Diệp Quân ở đâu? Diệp Tiêu nghe hỏi thì cả kinh, vội hỏi các hạ là. Người đàn ông trung niên không nói lời nào, bước tới trước một bước, sau đó tung một chưởng về phía Diệp Tiêu. Sắc mặt Diệp Tiêu tái đi, vội giơ hai tay lên cản. Một tiếng trầm đục vang lên, cả người Diệp Tiêu bay thẳng ra ngoài, sau đó đâm mạnh vào tường, vừa rơi xuống đất đã phun ra một ngụm máu tươi.
Diệp Tiêu nhìn người đàn ông trung niên, run run nói, Thông U. Ánh mắt người đàn ông trung niên lạnh như băng, đang định nói gì thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, quay phát người lại phía sau. Ông ta vừa quay lại, một thanh kiếm đã phi tới, nhanh như một tia chớp. Đồng tử ông ta co lại, vội di chuyển sang bên, nhưng vẫn muộn. Phụt! Cánh tay phải của người đàn ông trung niên bị chặt phăng. Sau đó, cả người ông ta lăn trên đất. Ông ta vừa định đứng lên thì Diệp Quân đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, sau đó hai tay cầm kiếm mạnh mẽ đâm xuống yết hầu ông ta. Phụt! Hai mắt người đàn ông trung niên trợn tròn, máu tươi phun ra ào ạt từ miệng. Diệp Quân đột nhiên gầm lên, đóng cửa. Đóng cửa. Vừa dứt lời, cửa lớn Diệp Phủ bỗng đóng chặt. Gần như là cùng lúc đó, Diệp Quân lao thẳng về đám cao thủ kia. Cùng xông lên với Diệp Quân còn có một người nữa. Diệp Khải. Nhìn hai người xông lên, những cao thủ khác của gia tộc họ Diệp cũng vội vã lên theo. Bây giờ bọn họ không cần biết đám người này là ai, giết rồi tính sau. Nhìn thấy đám người Diệp Quân xông tới. Đám cường giả cảnh giới chân pháp đều ngơ ra. Sao gia tộc họ Diệp này dám? Không để chúng nghĩ nhiều, đám người Diệp Quân đã xông tới trước mặt chúng rồi. Nhấc tay, kiếm vung. Phụt! Kẻ cầm đầu đám cường giả cảnh giới chân pháp vẫn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bay khỏi cổ. Ngay sau đó, Diệp Quân lại xông về đám cường giả còn lại. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong cả gia tộc họ Diệp. Bây giờ Diệp Quân là cảnh giới vạn pháp, vốn cảnh giới đã hơn đám người cảnh giới chân pháp rồi, lại thêm việc hắn không giấu giếm thực lực, thế nên lúc hắn xông vào đám người, chẳng mấy chốc đã khiến mấy cái đầu lìa khỏi cổ. Chưa đầy 15 phút sau, một mình Diệp Quân đã giết được mười mấy cường giả cảnh giới chân pháp. Diệp Khải kia cũng giết được 7 cường giả cảnh giới chân pháp. Hai tên cường giả cảnh giới chân pháp còn lại bị những người khác trong gia tộc họ Diệp vây giết. Chiến trường đẫm máu. Sau khi Diệp Quân dừng lại thì chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Tiêu, ông nhìn hắn nói, bọn họ là người nhà họ Nam. Diệp Quân gật đầu, vâng. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tiêu và mọi người trong gia tộc họ Diệp đều trắng bệch. Nhà họ Nam. Nhà họ Nam trong ba đại thế gia của Nam Châu. Lần này rước họa lớn rồi. Diệp Quân bình tĩnh nói, tộc trưởng trị thương trước đã, chuyện còn lại giao cho ta. Diệp Tiêu nhìn Diệp Quân, đi. Đến thư viện Quan Huyên, còn nữa, lập tức giải tán gia tộc họ Diệp. Diệp Quân lắc đầu, cách này không ổn. Diệp Tiêu tức giận quát, ngươi và Diệp Khải còn sống thì gia tộc họ Diệp mới còn hy vọng. Diệp Quân đang định nói gì thì một bóng người đột nhiên từ trên trời bay xuống. Người đó chính là Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh liếc nhìn những thi thể trên sân, đôi mày thanh tú nhíu lại, bà ấy nhìn Diệp Quân hỏi, ngươi định khai chiến với nhà họ Nam sao? Rất bất mãn. Tuy bà ấy không sợ nhà họ Nam, nhưng người giết người thế này đồng nghĩa với việc kết thù với nhà họ Nam. Diệp Quân đứng dậy đi tới trước mặt Phí Bán Thanh, hắn nhìn bà ấy, bây giờ ta đã là cảnh giới vạn pháp rồi. Phí Bán Thanh nhìn hắn không nói gì. Diệp Quân tiếp tục nói, cho ta thêm một tháng nữa thì ta sẽ đột phá cảnh giới thông u. Chỉ một tháng thôi, hơn nữa ta là kiếm tu, ta vô địch trong những người cùng cảnh giới. Đấu với người hơn 2 cảnh giới không có chút áp lực nào, hơn 3 cảnh giới ta cũng có thể chiến được. Nói rồi hắn nhìn thẳng Phí Bán Thanh, cuộc tỷ võ 10 năm một lần của thư viện, ta vô địch, những người khác sao cũng được. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân chăm chú, nhìn một lúc lâu sau, bà ấy giơ ngón tay cái lên, được, ngươi là nhất. Nói rồi bà ấy nhìn quanh những thi thể trên sân, rồi lại nhìn Diệp Quân, đám người này là do ta giết, hiểu chưa? Mọi người. Hiểu. Diệp Quân vội gật đầu, đồng thời cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Gia tộc họ Diệp bây giờ không thể nào chống lại nổi nhà họ Nam. Vừa nãy hắn ra tay cũng vì không còn cách nào khác, vì vào giây phút đối phương ra tay đánh người, hắn đã biết chuyện này không thể hòa hoãn được nữa rồi. Cầu xin tha mạng với cầu hòa đều chỉ đổi lại sự áp bức và lăng nhục, hơn nữa đều phí công vô ích. Vì thế hắn dứt khoát chọn giết người. Hậu quả. Đương nhiên hắn đã từng nghĩ đến. Kết quả xấu nhất chính là trở mặt khai chiến hoàn toàn với nhà họ Nam, nhưng kết quả tốt nhất cũng là vậy. Vì nhà họ Nam đã đến tìm hắn, một điều rõ ràng rằng dù hai kẻ đó có phải do Diệp Quân hắn giết hay không thì đối phương cũng đều không tha cho hắn và gia tộc họ Diệp. Lúc này, hắn chỉ có thể mượn sức mạnh của thư viện Quan Huyên.
Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, nhóc con, người khiến ta thấy rất bất ngờ đấy. Diệp Quân không đáp lời. Đối với người phụ nữ này, hắn cũng phải đề phòng. Hắn đã từng chứng kiến tốc độ trở mặt của người phụ nữ này rồi. Đối phương là một người thực tế, nếu đã là người thực tế thì chỉ có thể nói chuyện lợi ích với họ mà thôi. Mình có thể làm gì được cho họ? Chỉ có vậy mới có thể chung sống vui vẻ với đối phương. Lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Khải đứng bên cạnh. Thấy Phí Bán Thanh nhìn mình, Diệp Khải khẽ hành lễ. Phí Bán Thanh đánh giá Diệp Khải một lượt rồi hỏi, người cũng khá, muốn vào thư viện Quan Huyên không? Diệp Khải do dự một lát rồi trả lời, ý tốt của tiền bối, vãn bối rất cảm kích. Phí Bán Thanh cũng không ép buộc, lập tức nói, nếu ngươi đã có cơ duyên khác thì ta cũng không cưỡng cầu. Nói rồi bà ấy nhìn Diệp Quân, mai về thư viện. Đương nhiên ta biết ngươi đang lo lắng điều gì. Đi thôi, ta đưa ngươi đi gặp mặt đại trưởng lão nhà họ Nam. Diệp Quân gật đầu, được. Nói rồi hắn nhìn Diệp Khải đệ, chăm sóc tốt cho tộc trưởng nhé. Diệp Khải gật nhẹ đầu, Diệp Quân ca đi đi, ở đây giao cho đệ. Phí Bán Thanh nắm lấy vai Diệp Quân, chớp mắt hai người đã biến mất. Diệp Khải nhìn đường chân trời phía xa, thì thầm nói, huynh ấy là kiếm tu. Lúc này một giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu y, người này đã gặp được kỳ duyên. Diệp Khải gật đầu, không nói thêm gì. Đối với y thì Diệp Quân mạnh cũng là một chuyện tốt. Con đường võ đạo đúng là phải tranh, nhưng chẳng ai nói con đường võ đạo không được có huynh đệ. Thêm vài huynh đệ cùng mình tranh giành, không phải tốt hơn sao? Lúc này, Diệp Tiêu đột nhiên gọi Tiểu Khải. Nghe gọi, Diệp Khải vội đi tới, tộc trưởng. Diệp Tiêu nhìn Diệp Khải, cười khổ, người cũng đã giấu thực lực sao? Diệp Khải khẽ gật đầu. Diệp Tiêu do dự một lúc rồi nói, một gia tộc, đoàn kết là quan trọng nhất. Diệp Khải cười mỉm, tộc trưởng, ta hiểu ý ngài. Diệp Quân ca mạnh hơn ta, ta thua tâm phục khẩu phục. Nếu ta mạnh hơn huynh ấy, ta tin rằng huynh ấy cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Nghe vậy, Diệp Tiêu bỗng nở nụ cười. Diệp Khải nói, tộc trưởng, ta đưa ngài đi trị thương trước nhé. Nói rồi y dìu Diệp Tiêu vào điện. Một lúc sau, Diệp Quân theo Phí Bán Thanh tới dãy núi Nam Sơn. Lúc này, cường giả ở dãy núi Nam Sơn vẫn rất đông, hơn nữa không chỉ có cường giả của Nam Châu, còn có của Bắc Châu và Trung Châu nữa. Yêu thú cấp đế. Điều này đủ để khiến các thế lực hùng mạnh của cả ba châu xem trọng. Sau khi tới đỉnh một ngọn núi, Phí Bán Thanh dẫn Diệp Quân đi về một chỗ phía xa. Diệp Quân đi theo sau Phí Bán Thanh, hắn nhìn bà ấy. Hôm nay Phí Bán Thanh mặc một bộ váy màu xanh lục, làn váy được thêu những bông mai nhạt màu. Vừa quyến rũ vừa trong trẻo, vòng eo thanh mảnh trong chiếc đai ngọc trắng thuần, đẹp không sao tả xiết. Phải nói rằng Phí Bán Thanh cũng rất đẹp. Nhưng điều khiến hắn tò mò hơn là tuổi của đối phương. Đương nhiên, hắn không ngu đến mức đi hỏi bà ấy. Thế chẳng phải là chán sống sao? Lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên quay người nhìn Diệp Quân, đẹp không? Diệp Quân hơi ngây người, sau đó gật đầu, đẹp. Phí Bán Thanh chỉ nhìn hắn. Không nói gì. Diệp Quân do dự một lát rồi hỏi, Phí đạo sư, sao người lại nhìn ta như vậy? Ta chỉ nhìn vậy thôi, không có chút ý xấu nào. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân một cái, đột nhiên ta phát hiện, nhóc con nhà ngươi rất có sức hút đối với phụ nữ. Nếu người đến thư viện Quan Huyên, để lộ ngươi là một kiếm tu, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của vô số thiếu nữ. Diệp Quân lắc đầu cười, ta là người đã có vị hôn thê rồi. Phí Bán Thanh lắc đầu, thời đại này, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường. Diệp Quân trầm lặng. Hắn không biết phải nói gì về chủ đề này. Phí Bán Thanh cũng không nói gì thêm, dẫn Diệp Quân đến một vách núi. Lúc này, đám người xung quanh đồng loạt nhìn về phía Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh dẫn Diệp Quân đi thẳng tới trước mặt một ông lão mặc trường bào màu xám. Thấy Phí Bán Thanh, ông lão mặc trường bào xám cười nhẹ, Phí đạo sư. Phí Bán Thanh nói thẳng, Nam Khô, những người nhà họ Nam ông phái đến gia tộc họ Diệp đã bị ta giết hết rồi. Đám người ở đó sững sờ. Cơ mặt của Nam Khô cũng cứng đờ. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm Nam Khô, cách đây không lâu ta đã thu nhận thằng nhóc này làm đệ tử, bây giờ hắn là học sinh của thư viện Quan Huyên rồi, nhà họ Nam không được gây rắc rối cho hắn nữa,
nếu không ta xem như là nhà họ Nam các ông đang tuyên chiến với ta. Nam Khô vội cười xòa, Phí đạo sư, hiểu lầm thôi. Nếu như biết cậu ấy là học sinh của cô từ trước, thì bọn ta nào dám làm phiền cậu ấy. Hiểu lầm thôi mà. Phí Bán Thanh liếc nhìn Nam Khô một cái, nếu gia tộc họ Diệp chết một người thì nhà họ Nam sẽ chết hai người. Nói rồi bà ấy đưa Diệp Quân quay người rời đi. Phía sau, Nam Khô vẫn luôn giữ nụ cười nịnh. Không hề tức giận chút nào. Diệp Quân quay đầu nhìn Nam Khô, lão ta vẫn đang cười, không hề tỏ ý bất mãn hay thù địch. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống. Mẹ kiếp! Sợ nhất là loại người nhẫn nhục được đến mức này. Loại người này, bên ngoài thì cười hỉ hả, nhưng âm mưu quỷ kế thì khiến người ta đau đầu nhất. Lúc này Phí Bán Thanh chợt lên tiếng, đừng nhìn nữa. Diệp Quân thôi không nhìn nữa, hắn nói, đạo sư, lão già này không phải người tốt. Phí Bán Thanh nhìn hắn, thế ngươi thì tốt. Diệp Quân cười, không đáp lời. Phí Bán Thanh bình thản nói, nếu vừa rồi ông ta dám tỏ ra chút bất mãn nào, ta dám giết ông ta luôn tại đó. Diệp Quân hơi do dự rồi nói, không phải người ta nói thực lực của ba đại thế gia có thể so sánh với thư viện Quan Huyên sao? Phí Bán Thanh trả lời, ở Nam Châu, đúng là không thể xem thường thực lực của ba đại thế gia, nhưng thư viện Quan Huyên ở Nam Châu chỉ là một phân viện nho nhỏ ở hạ giới thôi, bên trên bọn ta có lãnh đạo, còn bọn họ thì sao? Bọn họ có cái lông, mà lông cũng không có nữa. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Phí Bán Thanh nói tiếp, sống ở thế đạo này, đơn thương độc mã không có ích gì đâu, ra ngoài sông pha, phải có chỗ dựa. Diệp Quân gật đầu, hiểu rồi. Phí Bán Thanh dẫn Diệp Quân tới trước mặt một người đàn ông trung niên, sau lưng ông ta còn có một chàng trai áo trắng. Thấy Phí Bán Thanh, người đàn ông trung niên chợt mỉm cười, Phí đạo sư, 20 năm rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Nghe vậy, Diệp Quân nhìn Phí Bán Thanh một cái, tuổi không còn trẻ nữa. Phí Bán Thanh thản nhiên đáp, tả đạo sư, qua nhiều năm rồi mà sao thực lực của ngươi không tiến triển tí nào vậy? Tả đạo sư cười ha ha. Sau đó nhìn Diệp Quân, đây là học trò của cô à? Phí Bán Thanh gật đầu. Tả đạo sư nhìn Diệp Quân cười nói, dáng vẻ hiên ngang, trầm ổn bình tĩnh, nhân tài. Nói rồi ông ta đột nhiên quay người, để hắn với học trò của ta cọ sát một lần nhé. Nghe vậy, chàng trai áo trắng bỗng nhìn Diệp Quân, mong các hạ chỉ giáo. Diệp Quân đang định lên tiếng, Phí đạo sư đã bình thản đáp, thôi khỏi. Hắn không giỏi đánh nhau. Đứa giỏi đánh nhau ở thành hoang cổ rồi, không đến đây. Nói rồi, bà ấy nhìn chàng trai áo trắng kia một cái, sau đó dẫn Diệp Quân rời đi. Tả đạo sư nhìn Diệp Quân đã rời đi xa hỏi, thấy người này thế nào? Chàng trai áo trắng lắc đầu, người này rất trầm ổn bình tĩnh, ngoài điều này ra thì học trò không nhìn ra được gì nữa. Tả đạo sư cười hỏi, có biết vì sao ta muốn con cọ sát với hắn không? Chàng trai áo trắng khẽ cúi đầu hành lễ, mong sư phụ chỉ dạy. Tả đạo sư bình thản nói, vị Phí đạo sư này xưa nay luôn thích tranh mạnh háo thắng, nhưng lần này cô ta lại ngăn cản thiếu niên kia. Mà trước khi cô ta ngăn cản, thiếu niên kia không hề để lộ nét sợ hãi, cũng có nghĩa là hắn không sợ con. Nhưng vị Phí đạo sư này lại ngăn cản. Ông ta dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, chỉ có một cách giải thích là cô ta không muốn thiếu niên này để lộ thực lực trước mặt ta và con. Chàng trai áo trắng nhíu mày. Tả đạo sư nhẹ giọng nói, cuộc tỷ võ 10 năm một lần sắp đến rồi, nếu tương lai gặp kẻ này, con nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được khinh thường. Chàng trai áo trắng khẽ hành lễ, học trò đã hiểu ạ. Ở nơi xa, trên đường đi, Diệp Quân trầm giọng hỏi, có phải đạo sư không muốn ta để lộ thực lực? Phí Bán Thanh gật đầu, thanh niên áo trắng kia tên là Hàn Phổ, là một thiên tài siêu cấp của Thư viện Quan Huyên ở Bắc Châu. Chắc bây giờ y đang ở cảnh giới thông u. Nghe vậy, Diệp Quân sững người. Trẻ vậy mà đã ở cảnh giới thông u rồi sao? Phí Bán Thanh liếc nhìn Diệp Quân, nhưng y vẫn chưa phải là thiên tài đỉnh nhất Thư viện Quan Huyên Bắc Châu. Diệp Quân rơi vào trầm mặc. Phí Bán Thanh đột nhiên dừng lại, bà ấy nhìn thẳng Diệp Quân, người đã từng nói, người vô địch, người khác sao cũng được. Diệp Quân nghiêm túc đáp, ta không sợ bất kỳ ai. Phí Bán Thanh cười nói, ta chỉ cần thái độ tự tin này thôi. Diệp Quân gật nhẹ đầu, nhưng trong lòng âm thầm tự nhắc, nhất định phải nỗ lực hơn. Núi cao còn có núi cao hơn. Tuy mình là một kiếm tu, nhưng kiếm tu không có nghĩa là vô địch,
chỉ có không ngừng nỗ lực, không ngừng nâng cấp bản thân thì tương lai mới có thể tự tin đối mặt với bất kỳ ai. Phí Bán Thanh lại nói, mai đến thư viện, sau khi đến đó, chắc chắn ngươi sẽ gặp không ít rắc rối đâu. Diệp Quân hỏi, tiểu ca. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, phải thừa nhận bà ấy thấy khá kinh ngạc. Thời gian ở cùng Diệp Quân không nhiều, nhưng dù là thủ đoạn hay là trí tuệ, thằng nhóc này cũng đều khiến bà ấy thấy rất bất ngờ. Đúng là một người thông minh. Phí Bán Thanh thôi không suy nghĩ nữa, khẽ gật đầu, tiểu ca là thể chất thánh linh. Thể chất này có tương lai rộng mở, cộng với tài năng vượt trội, hơn nữa dung mạo lại là tuyệt đỉnh ở thư viện, thế nên có không biết bao nhiêu kẻ theo đuổi. Thêm vào đó, đám người này không chỉ có tài năng hơn người mà thân thế lai lịch lại càng vô cùng mạnh mẽ. Diệp Quân đột nhiên nói, lai lịch của ta cũng mạnh lắm. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, hắn cười, chỗ dựa của ta chính là người đấy, có người che chở, ta không sợ bất kỳ ai. Phí Bán Thanh cười ha ha. Bất nịnh hót đi, đạo sư ta đây không háo món này, ha ha. Nụ cười vô cùng sán lạn. Hết tập 1.